Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 34. Đôi mắt Chu Long Thiên băng lạnh, ông ta còn bảo trẫm từ bỏ hoàng vị, cùng ông ta đi tìm con đường võ đạo gì đó. Ông ta điên rồi sao? Vinh hoa phú quý và quyền lực, chẳng lẽ không khiến người ta say đắm bằng con đường võ đạo chó chết gì đó sao? Việc này cũng thôi đi, trẫm không đến mức giết ông ta vì chuyện này. Nhưng, tên ngu xuẩn Diệp Hiên Viên. Ông ta ngu xuẩn thì ngu xuẩn, cũng không nên tùy tiện thay đổi chính sách của trẫm ban ra. Mỗi lần chính sách từ triều đường ban xuống, đến chỗ Diệp Hiên Viên, ông ta trực tiếp không tuân thủ. Khiến cho quý tộc và đại thần bên ngoài trêu chọc nói, Diệp Hiên Viên là hoàng đế thứ hai của Hoàng triều Đại Chu. Hoàng triều Đại Chu không phải họ Chu, mà là họ Diệp. Cậu nói xem, nếu cậu là hoàng đế, cậu có nhịn được không? Câu cuối cùng, Chu Long Thiên gần như gào thét ra. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, cho nên, ông đã giết quận vương ám dạ, còn muốn tiêu diệt huyết mạch bọn họ. Chu Long Thiên bật cười, không không không, chấm chỉ giết một mình Diệp Hiên Viên. Còn nhà họ Diệp, là gia tộc khác ra tay. Diệp Hiên Viên chết, không ai bảo vệ nhà họ Diệp cũng rất bình thường. Diệp Bắc Minh, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Cậu là con cháu đời sau của Diệp Hiên Viên, tính cách của cậu rất giống với ông ta, đến làm việc cho chấm đi. Lời hứa của chấm với Diệp Hiên Viên năm đó vẫn có hiệu lực với cậu. Vinh hoa phú quý tùy cậu lựa chọn, tiền bạc, mỹ nữ, quyền thế, địa vị, cậu muốn gì chấm cho cậu hết. Diệp Bắc Minh thản nhiên cười, những điều ông nói với tôi, đều không có hứng. Chu Long Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, vậy cậu muốn cái gì? Diệp Bắc Minh trả lời, mạng của tất cả những người ra tay với nhà họ Diệp năm đó. Sắc mặt Chu Long Thiên sầm xuống đến đáng sợ, Diệp Bắc Minh, nếu cậu đã tự tìm cái chết, hôm nay chấm cho cậu toại nguyện. Chu Lạc Ly tiến lên một bước, Chu Long Thiên, ông còn muốn giết sư đệ tôi. Ha ha ha, Chu Long Thiên điên cuồng cười lớn, Chu Lạc Ly, con tưởng con ngăn được chấm sao. Ông ta bỗng đứng lên, dậm mạnh chân xuống đất. Phập, ra đi, đám người này đều là đồ ăn của mày. Tận hưởng vui vẻ đi. Ru, một tiếng gầm khiến linh hồn người sợ hãi vang lên. Tòa cung điện phía sau Chu Long Thiên ầm ầm nổ tung. Lộ ra động huyệt dưới lòng đất đen xì. Một con mãng xà khổng lồ hơn 100 mét từ bên trong bò ra, khí tức khủng bố ập đến. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, đây là thôn thiên mãng, ma thú cấp 11, sắp đột phá rồi, tương đương với cảnh giới thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cậu nhóc, cẩn thận. Ru, thôn thiên mãng thét một tiếng, lại phát ra tiếng rồng gầm. Nó há cái miệng lớn như bồn máu, cuốn lên một trận cuồng phong. Kể cả đám người Chu Long Hổ, Chu Long Đằng, các lão trịnh, thêm mấy chục cung nữ thái giám. Cùng nuốt gọn một mẻ. A, à, mau chạy đi. Những người khác thấy vậy, bỏ chạy như phát điên. Cảm nhận được mùi máu người. Trong đôi mắt của thôn thiên mãng lóe lên hào quang của cái chết, nhìn chằm chằm hai người Diệp Bắc Minh và Chu Lạc Ly. Vẻ mặt Chu Lạc Ly nghiêm trọng, bước lên chặn trước người Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, đừng sợ. Diệp Bắc Minh đang định lên tiếng, có lẽ mình có thể đối phó được với con thôn thiên mãng này. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, cậu không thể để lộ con át chủ bài quá sớm. Còn có hai cao thủ khủng bố ẩn nấp trong tối, tạm thời không biết là địch hay bạn. Giữ gìn thực lực, Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Cộng hưởng ý thức với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Quả nhiên, ở trên không trung tòa cung điện cách đó mấy trăm mét. Có hai thanh niên một nam một nữ. Người đàn ông có khuôn mặt ngạo mạn, khóe miệng nhếch lên tia khinh thường. Cô gái khí chất bức người, đôi mắt đẹp nghiêm trọng nhìn về hướng tẩm cung. Đường tỷ, chúng ta còn không ra tay sao? Đó là thôn thiên mãng, cấp 11 đấy. Chốc nữa Lạc Ly bị thương, chúng ta không dễ ăn nói đâu. Người đàn ông cau mày. Hắn tên là Chu Tể. Cô gái bên cạnh là đường tỷ của hắn, tên là Chu Đỗ Di. Hai người đều đến từ Chu tộc thượng cổ. Hôm nay đến đây để đón Chu Lạc Ly về Chu tộc. Không ngờ vừa hay gặp phải cảnh này. Chu Đỗ Di lắc đầu, đừng vội, thực lực của Lạc Ly không yếu, tạm thời sẽ không bị thương. Tỷ muốn xem Diệp Bắc Minh này, có bản lĩnh đối phó thôn thiên mãng không? Chu Tể cười, đường tỷ cũng đánh giá cao tên nhóc này quá rồi. Cho dù anh ta có thực lực nghịch thiên đi nữa,
với thực lực cảnh giới võ thần của anh ta cũng chẳng đủ nhét kẽ răng cho Thôn Thiên Mãng đấy. Chu Đỗ Di nhìn sang Chu Tể, nghiêm túc lên tiếng, người giỏi có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn, Diệp Bắc Minh này khiến tỷ cảm thấy nguy hiểm. Chu Tể kinh ngạc, Đường tỷ, không phải chứ? Tại sao mình lại không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào từ người thằng nhóc này vậy nhỉ? Chu Đỗ Di trầm ngâm suy nghĩ. Giờ phút này, Thôn Thiên Mãng uốn lượn thân mình, vồ tới tấn công. Lớp vảy màu đen tuyền trên thân nó sáng bóng, Thôn Thiên Mãng vẫy đuôi đập về phía Chu Lạc Ly. Một ngọn giáo thẳng dài màu bạc xuất hiện trong tay Chu Lạc Ly, cô ấy đâm nó vào cái đuôi của Thôn Thiên Mãng. Keng, âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên chát chúa. Chu Lạc Ly bị dội thẳng ra ngoài, cơn chấn động khủng khiếp tác động lên cả lục phủ ngũ tạng, khiến cho bên trong cô ấy đau rát kinh khủng. Nếu không nhờ Diệp Bắc Minh thoăn thoắt bay đến, đỡ lấy Chu Lạc Ly đang bị đánh văng ra ngoài thì e rằng cô ấy sẽ không tránh khỏi việc bị thương. Tiểu sư đệ cẩn thận. Hai người vừa giữ được thăng bằng thì Thôn Thiên Mãng lại nhào tới tấn công với tốc độ nhanh đến không tưởng. Diệp Bắc Minh ôm lấy vòng eo của Chu Lạc Ly bằng một tay, giẫm một chân xuống đất. Vút! Hai người thoát cái đã bay đi, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại bóng dáng. Thôn Thiên Mãng vồ hụt, thân hình đồ sộ của nó nện xuống mặt đất làm bụi mù bay tứ tung, gạch vỡ bay tung tóe. Thôn Thiên Mãng ngoái đầu lại, vẫn ngoan cố tiếp tục tấn công hai người họ. Tuy nhiên, cho dù nó cố gắng tấn công cách mấy thì Diệp Bắc Minh vẫn chỉ né tránh một cách bị động. Anh không hề có cử chỉ gì sẽ đánh trả cả. Chu Tể thấy vậy thì khóe miệng co rúm lại, cái thằng này đúng là ăn hại, chỉ biết nhát gan né tránh chứ chẳng dám đánh trả. Thôi, để đệ ra tay, chém chết Thôn Thiên Mãng đã rồi tính. Chu Đỗ Di nhíu mày, chờ thêm chút nữa đã. Tỷ còn trần chờ gì nữa? Đường tỷ à, tỷ đừng lãng phí thời gian tại đây làm gì. Chu Tể hoàn toàn phớt lờ lời nói của Chu Đỗ Di. Hắn ta bay lên trời. Trong thoáng chốc đã bay đến khoảng không phía trên của cấm cung. Một thanh bảo kiếm màu xanh xuất hiện trong tay Chu Tể, hắn ta vung bảo kiếm tạo thành một đường kiếm khí với độ cong hoàn hảo, sau đó chém xuống mà không chút khoan nhượng. Phập! Không ngờ Thôn Thiên Mãng lại không thể ngăn cản uy thế của nhát kiếm này, nó đã bị chém đầu trong tích tắc. Thân hình con Thôn Thiên Mãng chỉ kịp giãy giụa vài cái, sau đó nằm bất động trên mặt đất. Gương mặt đầy nếp nhăn của Chu Long Thiên đầy vẻ hoảng hốt, Diệp Bắc Minh, hóa ra mày có người giúp à. Ông ta vội vàng xoay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh sải bước đi tới, đạp Chu Long Thiên ngã lăn ra đất. Chu Tể tỏ ra khinh thường thấy rõ, đồ cáo mượn oai hùng. Kế đó, hắn ta quay sang nhìn Chu Lạc Ly, em còn nhớ anh không? Đồng tử của Chu Lạc Ly co rút, anh là anh họ của em, Chu Tể ư. Từ khi sinh ra đến trước sinh nhật 6 tuổi, cô ấy được nuôi nấng tại nhà họ Chu. Lúc Chu Lạc Ly được đưa đi khỏi nhà họ Chu thì cũng mới vỏn vẹn 6 tuổi, và cô ấy sẽ rời khỏi đó trong vòng 20 năm. 20 năm sau, Chu Lạc Ly phải quay về nơi này. Bây giờ Chu Tể lại tới đây, lẽ nào đã đến lúc rồi ư? Chu Tể nhoẻn miệng cười, là anh đây, anh đến để đón em về nhà. Khuôn mặt của Chu Lạc Ly cứng đờ. Cô ấy bất giác nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Lúc này, Chu Long Thiên đang nằm sóng xoài dưới mặt đất, trong mắt ông ta ngập tràn sự rồ dại, Diệp Bắc Minh, mày không thể giết tao được. Tao là hoàng đế của Đại Chu, ta nắm trong tay thiên hạ này, tao là người nắm giữ tất cả mọi thứ. Mày mà giết tao, mày sẽ phải gánh chịu tiếng xấu ngàn đời đấy. Từ xưa đến nay, kẻ giết vua chưa bao giờ có kết cục tốt đâu. Diệp Bắc Minh, mày đừng giết tao nhé. Tao sẽ truyền lại ngôi vị hoàng đế cho mày, tao làm vua bù nhìn cho mày nhé. Diệp Bắc Minh đứng chắp hai tay ra sau lưng. Anh thờ ơ nhìn Chu Long Thiên dưới đất, ông nói xong chưa? Trong ánh nhìn đầy bàng hoàng của Chu Long Thiên, hắn tan nhẫn đạp chân xuống. Chu Long Thiên bị đạp bẹp dí xuống đất, hóa thành một bãi xương máu. Chu Đỗ Di từ trên trời đáp xuống, Lạc Ly, lâu rồi không gặp. Chị Di, sao chị cũng tới đây? Chu Lạc Ly lấy làm ngạc nhiên. Chu Đỗ Di là một nữ đệ tử tài năng nhận được nhiều đãi ngộ ưu ái trong nhà họ Chu. Người chị này đã tự mình đến đón cô ấy, e rằng lần này cô ấy phải trở về nhà họ Chu thật rồi. Diệp Bắc Minh âm thầm quan sát hai người, trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tên Chu Tể kia là Thánh Vương Sơ Kỳ.
còn Chu Đỗ Di thì có tu vi Thánh Vương Trung Kỳ. Cả hai người họ đều cực kỳ trẻ, theo kiểu nhìn là biết độ tuổi chẳng cao bao nhiêu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, nhóc con, ngạc nhiên lắm đúng không? Nhìn khung xương của một nam, một nữ này thì hai người họ chắc chắn chưa quá 50 tuổi đâu. Chưa đến 50 tuổi mà đã tiến vào cảnh giới Thánh Vương, thiên phú của hai kẻ này quá là quý hiếm trên đời. Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại ông ta, đây là nền tảng của gia tộc xuất thân từ thời thượng cổ ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời một cách chắc nịch, tất nhiên rồi, người ta có hơn 10.000 năm, thậm chí là mấy chục ngàn năm bề dày lịch sử cơ mà. Chu Đỗ Di mỉm cười, Lạc Ly, thời hạn 20 năm đã hết, giờ cô phải theo chúng tôi trở về nhà họ Chu. Chu Lạc Ly khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình, buồn bã gật đầu, chị Di, tôi biết rồi. Nhưng xin chị cho tôi một ít thời gian nữa, tôi muốn nói lời tạm biệt với tiểu sư đệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được thôi. Chu Đỗ Di nói với gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Còn Chu Tể thì tỏ ra khinh thường thấy rõ. Lạc Ly tốt bụng quá, một tên rác rưởi thì có gì hay ho mà nói lời tạm biệt. Chỉ cần Lạc Ly trở về nhà họ Chu thì kể từ hôm nay, con bé và tên ăn hại này sẽ là người của hai thế giới. Từ nay về sau, hai chúng nó sẽ không còn tiếp xúc gì với nhau nữa. Mà đã không còn tiếp xúc thì tạm biệt hay không cũng khác gì nhau chứ. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn ta vẫn không nói ra. Chu Lạc Ly đi tới trước mặt Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, tỷ phải đi rồi. Sau một hồi lặng thinh, Diệp Bắc Minh không kìm được hỏi, đây có phải là lựa chọn của chính bản thân tỷ không? Đúng vậy. Chu Lạc Ly gật đầu, cô ấy thừa biết thân thế của mình. Bên cạnh đó, cô ấy vẫn không quên thời hạn 20 năm rèn luyện ở ngoài của mình. Giờ đây, thời hạn 20 năm đã chấm dứt, đã đến lúc cô ấy phải trở về nhà họ Chu rồi. Diệp Bắc Minh chẳng nỡ để Chu Lạc Ly đi chút nào, tứ sư tỷ, đệ. Chu Lạc Ly lấy hết can đảm, ôm chầm lấy Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, đệ gọi tỷ là Lạc Ly được không? Chu Tể nhíu mày, định bụng đi tới tách hai người ra. Xong, Chu Đỗ Di lại lắc đầu với hắn ta, truyền âm bằng chân nguyên, thôi kệ đi, dù gì đây cũng là lần cuối cùng hai người họ được gặp nhau rồi. Diệp Bắc Minh ngẩn người, chị, Lạc Ly. Chu Lạc Ly tỏ ra giận dỗi, bỏ chữ chị đấy đi được không? Tỷ không muốn làm chị của đệ đâu. Hơ! Diệp Bắc Minh trông có phần bối rối, Lạc Ly. Ơi! Chu Lạc Ly đáp lại tiếng gọi của anh. Ngay sau đó, cô ấy làm một hành động khiến cho bất cứ ai cũng sững sờ. Chu Lạc Ly kề sát gương mặt mỹ miều của mình vào mặt Diệp Bắc Minh thật nhanh, hôn lên môi anh một cách chóng vánh, tiểu sư đệ, tỷ chờ đệ đến cưới tỷ đấy. Trời đất ơi! Trong chớp mắt, máu toàn thân Diệp Bắc Minh sôi sùng sục cả lên. Tay chân anh cứng đờ, dường như có một dòng điện vừa chạy xẹt qua người anh. Chu Đỗ Di cũng ngây ra như phỗng khi chứng kiến cảnh tượng ấy ngay trước mắt mình. Cô ta đứng đực mặt tại chỗ mất một lúc lâu mới hoàn hồn, quở trách Diệp Bắc Minh, cậu đúng là to gan, sao còn chưa thả Lạc Ly ra hả? Một tia sát ý lóe lên trong mắt Chu Tể, Diệp Bắc Minh. Mày còn ngoan cố ôm Lạc Ly nữa à? Mày muốn chết đúng không? Tuy nhiên, Diệp Bắc Minh vẫn ôm ghì lấy Chu Lạc Ly như cũ, bỏ ngoài tai lời đe dọa của Chu Tể. Thằng nhóc kia, mày đúng là không biết sống chết mà. Chu Tể nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt như rắn độc. Ánh mắt ấy khiến người ta sởn cả gai ốc, rùng rợn cực kỳ. Ngay sau đó, hắn ta ra tay. Với tốc độ nhanh như tia chớp, Chu Tể cong năm ngón tay vồ về phía lồng ngực của Diệp Bắc Minh toan móc tim anh ra. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên tối tăm, anh tóm lấy cổ tay của Chu Tể. Chu Tể giận quá hóa cười vì hành động của Diệp Bắc Minh, hừ, ôn con, mày còn dám. Á! Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Diệp Bắc Minh nắm chặt cổ tay. Sau đó, anh bóp thật mạnh. Nỗi đau đớn khủng khiếp ập tới, dường như xương cổ tay hắn ta sắp gãy đến nơi rồi. Đôi mắt bồ câu của Chu Đỗ Di hiện lên nét hoảng hốt, ta đoán đúng rồi, quả nhiên thằng nhóc này không đơn giản chút nào. Gương mặt Chu Tể đỏ bừng vì đau, đường tỷ, tôi đau quá. Đau chết đi được, thằng khốn này, nó mạnh quá, tôi không chống lại được. Nó vừa cầm cổ tay tôi là tôi không thể dùng được một chút chân nguyên nào. Chu Đỗ Di nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm, người anh em Diệp, xin hãy dừng tay.
Diệp Bắc Minh buông tay Chu Tể ra, đanh giọng cảnh cáo, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu không nể tình anh cùng họ với Lạc Ly thì bất cứ ai muốn giết tôi, kẻ đó đều chết không nơi chôn thân cả. Chu Tể ôm lấy cổ tay sưng đỏ của mình, Diệp Bắc Minh, mày được lắm. Được lắm. Cơn nhức nhối âm ỉ nơi cổ tay khiến hắn ta xấu hổ và giận dữ như thể sắp bốc khói tới nơi. Đường đường một người có cảnh giới Thánh Vương sơ kỳ như hắn ta mà lại bị một tên võ thần đe dọa ư. Chắc chắn thằng khốn nạn này cố tình che giấu cảnh giới. Chu Đỗ Di lạnh lùng nhắc nhở, Chu Tể, cầm miệng lại cho tôi, chê mình chưa đủ mất mặt à. Chu Tể ngậm miệng, không dám nói gì thêm nữa. Có điều khi nhìn Diệp Bắc Minh, ánh mắt hắn ta vẫn lạnh lùng cực kỳ. Chu Đỗ Di nhìn về phía Chu Lạc Ly, đến lúc phải đi rồi. Chu Lạc Ly buông Diệp Bắc Minh ra một cách quyến luyến, rồi cô ấy xoay người, đi tới trước thi thể của Thôn Thiên Mãng. Cô ấy đâm bảo kiếm đang cầm trên tay vào cơ thể Thôn Thiên Mãng, móc một viên tinh hạch ma thú đen tuyền ra. Tiểu sư đệ, có lẽ cái này sẽ có ích với đệ đấy. Chu Lạc Ly đưa viên tinh hạch ma thú cấp 11 cho Diệp Bắc Minh. Chu Tể cực kỳ căm tức, Lạc Ly, anh mới là người giết Thôn Thiên Mãng cơ mà, sao em có thể tặng tinh hạch cho hắn ta chứ? Chu Lạc Ly lạnh lùng liếc xéo hắn ta, anh nghĩ tiểu sư đệ của tôi không thể giết Thôn Thiên Mãng được chắc. Em, Chu Tể tức đến nỗi suýt chút nữa đã hộc máu. Chu Đỗ Di lắc đầu với hắn ta, tỏ ý hắn ta đừng nói nữa. Hừ, Chu Tể hừ lạnh một tiếng, giận cá chém thớt với Diệp Bắc Minh, thằng kia, một khi sự giận dữ của một người vượt quá giới hạn thì sẽ chết đấy. Từ khi sinh ra đến nay, Chu Tể này chưa bao giờ tức giận đến thế lần nào. Mày là người đầu tiên khiến tao tức tối đến vậy đấy. Mày hãy chờ đấy, không lâu nữa thôi, tao sẽ cho mày biết thế nào là chết mà xác không ra hình người. Chu Tể thầm thề trong bụng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở Diệp Bắc Minh, nhóc con, tên Chu Tể đó có sát ý với cậu khiếp lắm đấy. Diệp Bắc Minh chỉ trả lời bằng một câu, tôi cảm nhận được rồi. Nếu hắn ta dám ra tay với tôi thì chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Anh không từ chối lòng tốt của Chu Lạc Ly. Cất tinh hạch ma thú vào. Chu Lạc Ly quay sang nhìn Chu Đỗ Di, chị Di, còn Hoàng Triều Đại Chu thì sao đây? Chu Đỗ Di thản nhiên đáp lời, tôi sẽ liên hệ với gia tộc để họ cử người đến đây chấn chỉnh tàn cuộc, nâng đỡ một người khác lên làm hoàng đế. Còn chuyện của triều đình thì không cần cô lo. Dứt lời, cô ta còn liếc Diệp Bắc Minh một cách ẩn ý. Dường như Chu Đỗ Di muốn nói với Diệp Bắc Minh rằng anh đừng hòng ngấp nghé Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh cảm thấy hơi buồn cười. Bởi vì vốn dĩ anh đâu thèm hứng thú gì với Hoàng Triều Đại Chu đâu. Được rồi. Chu Lạc Ly gật đầu, cô ấy lại ôm chặt Diệp Bắc Minh thật lâu rồi mới xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh rời khỏi Hoàng Cung, trở lại Ám Dạ Vương Phủ. Sau đó thông báo cho mọi người tất cả mọi chuyện xảy ra trong Hoàng Cung. Cái gì? Hoàng đế Đại Chu đã chết. Nguyên nhân khiến nhà họ Diệp lúc trước bị đuổi giết, trốn vào Côn Luân Hư lại là như vậy. Diệp Nam Thiên nhìn về phương hướng Côn Luân Hư, mãi mà không có cách nào tiêu tan. 2. Cuối cùng, ông ấy thở dài một tiếng, thần nhi, nếu đã như vậy, chúng ta ở lại nơi này có ý nghĩa gì đâu. Diệp Bắc Minh nhìn Diệp Nam Thiên, ông ngoại, ý của ông là. Diệp Nam Thiên có chút thất vọng, về Côn Luân Hư đi thôi. Nơi đó thích hợp để nhà họ Diệp sinh sống hơn. Bỗng nhiên, bịch, đám lão binh Diệp Chính Đức quỳ trên mặt đất. Mọi người làm gì vậy? Diệp Nam Thiên sửng sốt. Đám người Diệp Chính Đức chăm miệng một lời, chúng tôi nguyện đi theo lão gia, bảo vệ hậu nhân của Ám Dạ Vương. Tốt, tốt. Đôi mắt Diệp Nam Thiên ướt át. Mọi người đều nhất trí quyết định không ở lại Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh tôn trọng quyết định của mọi người. Để Hạng Vô Nhai đưa đám người về Côn Luân. Bắc Minh, cháu có tính toán gì không? Diệp Thanh Dương quan tâm hỏi. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, cậu, cháu còn chưa xử lý hết đám người năm đó đối phó với nhà họ Diệp đâu. Đợi cháu giải quyết xong ân oán, cháu sẽ đến Thanh Huyền Tông. Cùng lúc đó, đám người Chu Lạc Ly vừa rời khỏi Hoàng Triều Đại Chu hơn 1000 dặm. Chu Tể đột nhiên dừng lại. Chu Đỗ Di nhướng mày nhìn sang, Chu Tể, sao cậu lại dừng vậy? Chu Tể ôm bụng, chị họ, tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Bụng hơi đau một chút, mọi người cứ đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau. Đau bụng.
đương nhiên Chu Đỗ Di sẽ không tin hắn ta bị đau bụng. Thân là người tu võ, không sợ giá lạnh nóng bức. Độc dược còn không có tác dụng với bọn họ. Càng không có khả năng đau bụng. Chu Tể đang kiếm cớ rời đi một mình, thậm chí Chu Đỗ Di đã đoán được là bởi vì Diệp Bắc Minh. Nhưng mà Chu Đỗ Di cũng không vạch trần, ngược lại cười một tiếng đầy thâm ý, Chu Tể, vậy cậu cứ xử lý sạch sẽ trước đi. Cô ta đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ xử lý sạch sẽ. Chu Tể nhếch miệng cười một tiếng, chị họ cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Sau khi tiễn đám người nhà họ Diệp rời đi, Diệp Bắc Minh quay về Tam Vương Phủ. Một trận giết chóc im ắng bắt đầu. Năm đó, nhà họ Diệp bị hủy diệt bởi vì những người này. Bây giờ là lúc đòi nợ cả gốc lẫn lãi. 15 phút sau, Diệp Bắc Minh áo không nhuốm máu, rời khỏi Tam Vương Phủ. Đi thẳng đến Bát Vương Phủ. 15 phút sau, trong Bát Vương Phủ đã không còn một người sống. Diệp Bắc Minh không hề dừng lại, tiếp tục đi thẳng về hướng phủ đệ của các lão Trịnh. Ngày hôm đó, trên bầu trời Long Đô Đại Chu nhuốm đầy máu tươi, vô số vương công quý tộc đều cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo ở biển sâu vô tận, một cô gái đang ngồi xếp bằng. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, chân nguyên bên ngoài cơ thể phun trào, từng luồng hơi lạnh điên cuồng đánh tới giống như nước suối. Hòn đảo vốn dĩ bốn mùa như xuân, giờ phút này trên mặt đất lại ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Cô gái này chính là Tôn Thiến. Hai người Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết điều động nội lực, rót vào trong cơ thể của Tôn Thiến. Không biết qua bao lâu. Phụt! Tôn Thiến phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng cũng tạm thời khống chế được bà ta rồi. Hạ Nhược Tuyết có chút bận tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thần nữ Túc Hoàng sẽ thật sự chiếm cứ cơ thể đứa bé trong bụng của cậu mất. Phần bụng của Tôn Thiến có chút nhô ra. Hiển nhiên là đã mang thai mấy tháng. Thân thể mềm mại của Tôn Thiến đang run rẩy, không có cách nào cả, chỉ có thể tạm thời áp chế. Để đứa bé ra đời muộn một chút, trước khi đứa bé ra đời nhất định phải khống chế được thần nữ Túc Hoàng. Nếu không một khi bà ta ra đời cùng với con của tớ, sẽ có thể hoàn toàn chiếm cứ cơ thể của con tớ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhược Dư là vẻ nghiêm túc, đây là đứa con của chị và Bắc Minh, bọn em không thể để nó xảy ra chuyện được. Nhược Tuyết, chúng ta hãy nghĩ biện pháp đi. Cho dù như thế nào, nhất định không thể để thần nữ Túc Hoàng chiếm cứ thân thể của đứa bé. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, được. Sau khi rời khỏi gia tộc cuối cùng, trên bầu trời toàn bộ Long Đô Đại Chu chỉ còn lại gió tanh mưa máu. Thần chết giáng lâm, phong vân biến ảo. 21 gia tộc ở Long Đô đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bây giờ chỉ còn lại nhà họ Đào ở Tích Xuyên. Nhà họ Hoàng ở Long Hà. Nhà họ Bao ở Thanh Điền Châu. Diệp Bắc Minh không hề dừng lại, trực tiếp rời khỏi Long Đô, đi về hướng nhà họ Hoàng ở Long Hà gần nhất. Vừa rời khỏi Long Đô Đại Chu 50 dặm, Diệp Bắc Minh đã cảm giác được một sự nguy hiểm. Xoẹt! Một luồng ánh sáng màu đen lao vút qua, gần như xé rách không khí. Diệp Bắc Minh nhanh chóng trốn tránh, một thanh trường thương màu đen đánh tới, gần như lao qua sát cơ thể anh. Trường thương đâm vào mặt đất, nổ tung một tiếng ầm vang, tạo ra một cái hố kinh khủng. Tên nhóc kia, phản ứng nhanh đấy, chỉ tiếc là hôm nay cậu vẫn sẽ phải chết. Một bóng người đi ra từ chỗ tối, cong khóe miệng nở nụ cười gần bình tĩnh. Trường thương màu đen bay trở về, rơi vào trong tay người này. Chính là Chu Tể. Chít chít chít. Trên vai Chu Tể có một con chuột ma với bộ lông màu vàng óng, tham lam nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Chắc hẳn trên người cậu có không ít bảo bối tốt đi. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tầm bảo thử mà tôi nuôi vẫn luôn sao động bất an trong nhẫn chữ vật. Tên kia, hãy giao tất cả bảo vật trên tay cậu ra, sau đó lại tự phế võ công, quỳ gối ở đây dập đầu 100 cái. Chu Tể độc ác cười, duỗi một ngón tay ra ngoắc ngoắc, có lẽ, tôi sẽ cho cậu được chết toàn thây. Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh, đây là ý của anh, hay là ý của Chu Đỗ Di? Sắc mặt Chu Tể trầm xuống. Hắn ta đã tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của Diệp Bắc Minh. Hoảng sợ. Cầu xin tha thứ. Sợ hãi. Chạy trốn. Duy chỉ không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại bình tĩnh như vậy. Hắn ta trầm mặt. Diệp Bắc Minh, cậu còn chưa hiểu tình cảnh của mình đúng không? Cậu cho rằng Lạc Ly ở chỗ này sao?
không có Lạc Ly bảo vệ cậu, cậu chỉ là một tên vô dụng thôi. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm. Anh bước ra một bước, phía sau lôi ảnh trùng trùng. Thần ma liêm đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay anh, mang theo một luồng ma khí màu đen kinh khủng, khiến người ta có một cảm giác khát máu điên cuồng. Lưỡi đao sắc bén thon dài, bên trên còn có đầu lâu quỷ hồn vặn vẹo. Chu Tể không nhịn được run rẩy một chút. Minh khí thật quỷ dị. Trong nháy mắt hắn ta đã kịp phản ứng, vô cùng giận dữ, tên kia, cậu thì tính là cái gì? Lại dám chủ động ra tay với tôi ư? Hôm nay ông đây sẽ khiến cậu biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trường thương trong tay Chu Tể cuốn lên một đống gió lốc, lao như bay về phía Diệp Bắc Minh. Bốn phía toàn là đất cát bụi bặm, mây gió biến sắc, hoa cỏ cây cối đều bị nhổ tận gốc. Leng keng một tiếng vang thật lớn. Trường thương màu đen va chạm với thần ma liêm đao, trong nháy mắt đã nổ tung. Trực tiếp vỡ nát. Chu Tể đứng mũi chịu sào, gang bàn tay cũng nổ tung, hai tay đẫm máu. Cả người bị khí thế của vụ nổ đánh bay ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng đau rát, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Chu Tể vô cùng kinh ngạc, cậu, tại sao lại như vậy? Đây là binh khí đẳng cấp gì? Một giây sau, vẻ kinh ngạc trên mặt Chu Tể hóa thành tham lam, trên trán của hắn ta nổi gân xanh, sắc mặt điên cuồng, ha ha ha, ông trời đúng là quá tốt với tôi, biết Chu Tể tôi đang thiếu một binh khí tiện tay. Tên kia, Chu Tể tôi muốn thanh liêm đao này của cậu. Vừa rồi còn nghĩ đến việc chơi đùa với cậu, nhưng bây giờ xem ra là không cần thiết. Hãy mở mang kiến thức xem thực lực chân chính của Thánh Vương là như thế nào đi. Chu Tể lau sạch máu tươi ở khóe miệng, khí thế tăng vọt. Hắn ta lấy ra một thanh bảo đao màu vàng từ trong nhẫn chữ vật, lại xông lên một lần nữa. Xoẹt! Đao khí màu vàng dài chừng trăm trượng, từ trên trời giáng xuống. Diệp Bắc Minh cầm thần ma liêm đao trong tay, chém về phía trước. Bảo đao màu vàng nổ tung, Chu Tể bay ra ngoài giống như chó chết. Không chịu nổi một kích. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chu Tể điên cuồng gào thét, đôi mắt đỏ bừng đứng lên, tôi là Thánh Vương, mẹ nó cậu là tạp chủng gì chứ? Chỉ bằng cậu mà cũng có thể làm tôi bị thương ư. Giết! Chu Tể điên rồi. Đối với hắn ta mà nói, đây chính là nhục nhã. Chu Tể điên cuồng chém tới. Thần ma liêm đao xẹt qua giống như giết chó. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Một cánh tay của Chu Tể bay ra ngoài. A, tay của tôi, Diệp Bắc Minh cậu dám chặt đứt tay của tôi. Chu Tể gào thét giống như chó điên, trong đôi mắt toàn là tơ máu, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cậu có biết một cánh tay của tôi quan trọng thế nào không? Cậu đã chặt đứt con đường võ đạo của tôi rồi. A, Diệp Bắc Minh. Từ đầu đến cuối, Diệp Bắc Minh đều không nói một câu nào. Phập, thần ma liêm đao lại chém xuống một lần nữa. Một cái chân của Chu Tể bị chém đứt. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ dãy núi. Phập! Thần ma liêm đao rơi xuống lần thứ ba, Chu Tể lại một lần nữa cảm nhận được đùi tách rời khỏi thân thể. Cuối cùng hắn ta đã luống cuống. Trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, nếu cậu còn dám tổn thương một sợi lông của tôi sẽ trực tiếp tự bảo. Hắn ta há to miệng thở hổn hển. Bên trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Vẻ mặt hắn ta vô cùng nhăn nhó, trong đôi mắt toàn là tơ máu, tôi là Thánh Vương, nếu tôi tự bạo, tất cả sinh mệnh của mọi người trong phạm vi 100 dặm đều sẽ bốc hơi. Cho dù là cậu cũng sẽ phải chôn cùng với tôi. Diệp Bắc Minh, cậu muốn cùng chết sao? Nói đi. Mẹ nó cậu nói đi. Vì sao cậu không nói lời nào? Giả vờ thâm trầm đúng không? Chu Tể sắp điên rồi. Phập. Thần ma liêm đao lại rơi xuống một lần nữa với tiếng sét đánh không kịp bịt tai, xuyên qua đan điền của Chu Tể. Cuối cùng, giọng nói bình tĩnh của Diệp Bắc Minh truyền đến, anh tự bảo đi. Cậu, cả người Chu Tể run rẩy, hoàn toàn tuyệt vọng. Đan điền bị xuyên qua, đã hoàn toàn bị phá hủy. Hắn ta còn tự bảo thế nào nữa? Suýt, đây là... Diệp Bắc Minh đến bên ngoài Thanh Huyền Tông. Bị cảnh náo nhiệt trước mặt làm cho chấn kinh ngẩn người. Hàng triệu người tập trung trên quảng trường rộng lớn bên ngoài cổng Thanh Huyền Tông. Hôm nay, vừa hay là nghi thức nhập môn tổ chức 3 năm một lần của Thanh Huyền Tông. Anh trực tiếp lấy ra một tấm thẻ bài ngọc,
sau khi liên hệ mấy vị sư tỷ. Đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi các sư tỷ đến đón anh. Cách cách cách. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tránh ra, tất cả tránh ra cho tôi. Đám đông nhường ra một lối đi. Một đám người mặc trang phục đệ tử của Thanh Huyền Tông từ xa vội vàng đi tới. Mọi người nhìn thấy đệ tử của Thanh Huyền Tông, tất cả đều cung kính cúi đầu. Những người xung quanh Diệp Bắc Minh cũng lùi lại về sau. Xung quanh anh lập tức trống không. Lúc này, Diệp Bắc Minh một mình trơ trọi đứng ở đó. Này, cậu thanh niên, mau tránh ra. Đừng ngủ nữa, người của Thanh Huyền Tông đến rồi. Cậu đang làm gì thế hả, mau tránh ra. Còn không tránh ra, cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Một vài võ giả có lòng tốt nhắc nhở. Diệp Bắc Minh nghe thấy, nhưng phớt lờ. Đường rộng như vậy, người của Thanh Huyền Tông đi vòng qua chẳng phải là được rồi sao? Xoạt, xoạt, xoạt. Mười mấy ánh mắt băng lạnh lập tức nhìn sang Diệp Bắc Minh. Cậu nhóc, có biết nơi này là nơi nào không? Ai cho cậu đứng ở đây? Cậu đang cản đường đấy, có biết không hả? Hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Xong rồi xong rồi. Tên nhóc này thật xui xẻo, không chết thì cũng bị lột lớp ra. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Diệp Bắc Minh mở đôi mắt, đường rộng như vậy, tại sao các người cứ phải đi qua chỗ tôi? Đi vòng qua không được hả? Cái gì? Vãi! Trái tim của tất cả mọi người run lên, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Tên nhóc này là ai? Lại bảo đệ tử của Thanh Huyền Tông đi đường vòng. Rất hiển nhiên, đám đệ tử của Thanh Huyền Tông cũng không ngờ, cũng phải ngẩn người vì câu trả lời của Diệp Bắc Minh. Người thanh niên dẫn đầu tức đến bật cười, anh biết tôi là ai không? Ô Tử Tuấn, tôi ở Thanh Huyền Tông trước nay chưa từng phải đi đường vòng, tôi muốn đi từ đâu thì đi từ đó. Hôm nay, tôi muốn đi từ chỗ anh tránh hay không tránh đây? Ô Tử Tuấn. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, anh họ Ô. Từ chỗ hai trưởng lão của Thanh Huyền Tông, anh được biết. Sau khi mẹ gia nhập Thanh Huyền Tông, từng bị lão tổ nhà họ Ô uy hiếp thu nhận làm lư đỉnh. Huyết hải thâm thù đó. Một cơn lửa giận lập tức bùng lên. Sát ý cũng không kiềm chế được. Nếu không phải nhà họ Ô, thì mẹ anh làm sao lại thê thảm như vậy? Làm sao lại gặp những tai họa sau này? Tất cả người nhà họ Ô đều đáng chết. Đúng thế. Ô Tử Tuấn cười thích thú, tôi họ Ô, chính là giống như trong lòng anh nghĩ. Tổ tiên nhà họ Ô tôi chính là một trong 10 gia tộc lớn sáng lập Thanh Huyền Tông. Bố của tôi, Ô Kiếm Phong là trưởng lão nội môn, anh trai tôi là thiên tài trong top 1000 của bảng xếp hạng Thanh Huyền. Diệp Bắc Minh gật đầu, vậy thì đúng rồi. Ô Tử Tuấn cười, bây giờ muốn tránh đường rồi. Khuôn mặt anh Tuấn bỗng sầm xuống, muộn rồi. Diệp Bắc Minh cười, ai nói tôi muốn tránh đường. Ô Tử Tuấn phát hiện có gì không đúng, lạnh mặt, anh có ý gì? Diệp Bắc Minh giơ tay, một luồng sức mạnh khủng bố ập đến. Ô Tử Tuấn vẫn chưa phản ứng kịp, đã bị luồng sức mạnh này trực tiếp hút đến. Anh tóm chặt cổ họng của Ô Tử Tuấn. Hai chân lơ lửng rời khỏi mặt đất. Khó thở. Kinh sợ. Cảm giác cái chết ập đến. Ô sư huynh. Nhóc con. Mày thả Ô sư huynh ra. Vẻ mặt của mười mấy đệ tử Thanh Huyền Tông bỗng biến sắc. Diệp Bắc Minh dồn lực vào cổ tay. Rắc, một tiếng giòn tan. Cổ họng của Ô Tử Tuấn trực tiếp vỡ nát, bỏ mạng tại chỗ. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một câu, lấy chút lãi từ mày trước. Cái gì? Vãi! Giết thật rồi. Các võ giả có mặt cũng sợ đến sượt 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 lùi lại, trong vòng bán kính hơn trăm dặm lập tức trống không. Mọi người đứng cách hơn trăm mét, kinh sợ nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này là ai? Hắn điên rồi phải không? Nơi này là Thanh Huyền Tông đó. Hắn lại dám giết đệ tử Tông Thanh Huyền Tông. Trời ơi, tôi từng gặp rất nhiều kẻ to gan, nhưng chưa từng gặp ai to gan như vậy. Tôi cho rằng hắn đang đùa, không ngờ. Ực, rất nhiều người điên cuồng nuốt nước miếng. Chấn hãi đau thương nhìn cảnh này. Động tĩnh ở bên này đã kinh động đến một số trưởng lão kiểm tra nhập môn ở xa. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh tóm thi thể của Ô Tử Tuấn, cũng phải dụi mắt thật mạnh. Còn tưởng mình nhìn nhầm. Ô Tử Tuấn chết rồi. Cứ vậy nằm dưới đất, con ngươi lồi ra, vẻ mặt đầy kinh sợ. Dường như vốn không tin mình lại chết như vậy. Suýt, mấy ông lão hít khí lạnh,
cơ thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Bọn họ chỉ là trưởng lão ngoại môn bình thường, thân phận của Ô Tử Tuấn đặc biệt, cho dù cái chết của hắn không liên quan đến bọn họ. Nhưng cũng là chết trước mắt bọn họ. Nhà họ Ô mà truy cứu, bọn họ không chết thì cũng mất một lớp da. Bắt lấy tên nhóc đó, phải bắt sống. Giao cho nhà họ Ô, không chừng chúng ta có thể miễn trách nhiệm. Vừa dứt lời, mấy ông lão trực tiếp xông lên, tốc độ nhanh như điện giật. Còn có người có thêm một tấm lưới sắt trong tay, chùm về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đang định ra tay. Bỗng nhiên, trên không trung vang lên trang cười. Ai dám động vào sư đệ của tôi? Tiểu sư đệ, tỷ tới đây. Tiểu sư đệ đừng sợ, các tỷ bảo vệ đệ. Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh, Đạm Đài Yêu Yêu, Khương Tử Cơ. Sáu mỹ nữ tuyệt sắc từ trên trời giáng xuống. Chém một đường kiếm xuống. Doạt, lưới sắt đang bao trùm về phía Diệp Bắc Minh ầm ầm nổ tung, hóa thành mảnh vụn. Thập sư tỷ Vương Như Yên, ngự tỷ lạnh lùng. Cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào, mê hoặc lòng người. Bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ nghiêng nước nghiêng thành. Thất sư tỷ Liễu Như Khanh không hề thua kém đấng mày râu. Lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu xinh đẹp hoạt bát. Ngũ sư tỷ Khương Tử Cơ đoan trang dịu dàng. Khoảnh khắc sáu cô gái giáng xuống, xinh đẹp áp đảo toàn hiện trường. Sáu người không những cực kỳ đẹp, mà khí chất còn khiến người ta không rời nổi mắt. Mấy si cô gái này đẹp quá. Nếu có thể cưới được một trong số bọn họ, tôi tình nguyện giảm 100 tuổi thọ. Có người trong mắt rực lửa. Mấy ông lão kinh ngạc, nhận ra các cô gái này. Mấy người này gia nhập Thanh Huyền Tông không lâu, đã rất nổi tiếng. Lại là đệ tử nội môn. Bọn họ không đắc tội được. Tử Tuấn, con trai tôi. Không. Một tiếng gầm thét điên cuồng vang lên, trên không trung xuất hiện một bóng người. Ô Kiếm Phong chỉ nhìn thi thể dưới đất một cái, mái tóc xám trắng lập tức thành trắng tinh. Ông ta tu luyện ở sâu trong Thanh Huyền Tông, đèn thần hồn đại diện cho Ô Tử Tuấn bỗng nhiên tắt lịm. Ông ta lập tức định vị vị trí của Ô Tử Tuấn, phát hiện lại ở cổng núi Thanh Huyền Tông. Phản ứng đầu tiên của Ô Kiếm Phong chính là đèn thần hồn có vấn đề. Con trai ở cổng núi Thanh Huyền Tông, làm sao có thể chết được? Nhưng ông ta vẫn ôm lòng nghi ngờ đến trước cổng núi Thanh Huyền Tông. Vậy mà, thực sự nhìn thấy thi thể của Ô Tử Tuấn. Lúc này, trái tim của Ô Kiếm Phong đang nhỏ máu. Hai tay ông ta run lên, đôi mắt già nua trào ra một hàng nước mắt máu. Là ai đã giết con trai tôi? Là mày. Đồ tạp chủng đáng chết, mày dám giết con trai tao. Mày đáng chết. Ô Kiếm Phong cảm nhận được mùi máu tanh trên người Diệp Bắc Minh. Thánh Vương Hậu Kỳ. Khí tức khủng bố, bao trùm cả không trung cổng núi Thanh Huyền Tông. Trong tích tắc, hàng triệu võ giả đều cảm thấy như đối diện với tử thần, hai chân run rẩy. Ầm ầm. Lòng bàn tay Ô Kiếm Phong hiện lên một thanh thần kiếm màu đen, mang theo sát ý khủng bố chém xuống. Khuôn mặt Khương Tử Cơ nghiêm lại, quát lên, cùng ra tay, bảo vệ tiểu sư đệ. Được. Năm vị sư tỷ đồng thanh hô lên. Sáu người cùng ra tay. Mỗi người lấy ra binh khí của mình, lại thực sự ngăn được đòn tấn công này. Choang, một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Sóng khí cuồn cuộn, rất nhiều người bị hất bay ra xa. Ô Kiếm Phong tỏ vẻ mặt hung dữ, sáu con đê tiện các người dám chặn tôi. Hôm nay tên này chết chắc rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ băng lạnh vang lên, Ô Kiếm Phong, đệ tử của Lãnh Nguyệt tôi lại là đồ đê tiện trong miệng ông. Ông thật to gan. Bù. Một luồng sức mạnh cường mạnh ập đến, đập về phía Ô Kiếm Phong. Ô Kiếm Phong vốn không chịu nổi đòn tấn công này, miệng phun ra máu tươi, rơi từ trên không trung xuống. Vô cùng nhếch nhác. Bà. Ô Kiếm Phong bò dậy, nhìn chằm chằm về một hướng. Liền sau đó. Một người phụ nữ mặc cung trang đi ra, vô cùng khoan thai sang trọng. Trưởng lão ngoại môn, đệ tử của Thanh Huyền Tông có mặt ở đó đều đồng loạt quỳ xuống, tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão. Các võ giả đến tham gia thi nhập môn Thanh Huyền Tông kích động toàn thân run lên, mặt đỏ tía tai. Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là nhân vật lớn hàng đầu của Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông có hơn triệu đệ tử, Thái Thượng Trưởng Lão cộng lại không quá 10 người. Địa vị của mỗi Thái Thượng Trưởng Lão đều sánh ngang với Tông Chủ Thanh Huyền Tông.
Hồ Kiếm Phong lau sạch máu ở khóe miệng, Lãnh Nguyệt trưởng lão, kẻ này giết con trai tôi, cho dù bà là thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ có thể bao che cho hắn như vậy sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, bà ấy có cảnh giới gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, vượt qua thánh vương, ít nhất là cấp thánh chủ. Cấp thánh chủ. Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Vãi. Võ thần, tiên thiên, trên tiên thiên, cảnh giới hợp nhất, thánh vương, thánh chủ. Mẹ kiếp, hơn anh bao nhiêu cảnh giới lớn đây? Lãnh Nguyệt đưa tay ra, vuốt má của Diệp Bắc Minh, con ơi. Diệp Bắc Minh lùi lại nửa bước theo bản năng, vị tiền bối này, bà có ý gì? Tay của Lãnh Nguyệt lơ lửng không trung, ngẩn người. Cảm thấy nơi này đông người phức tạp, bèn dẫn Diệp Bắc Minh vào một tòa cung điện sâu trong Thanh Huyền Tông. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, con à, dì là chị em tốt của mẹ con. Con có thể gọi dì là dì Nguyệt, con và mẹ con thực sự quá giống nhau. Mau cho dì Nguyệt ôm một lúc. Lãnh Nguyệt không quan tâm Diệp Bắc Minh phản đối. Liền kéo anh vào lòng. Diệp Bắc Minh suýt nữa bị ép chết, khụ khụ, dì Nguyệt, con không thở nổi. Lãnh Nguyệt không buông tay, ôm chặt Diệp Bắc Minh trong lòng, nhìn thấy con giống như nhìn thấy Lam Nhi năm đó. Con ngoan. Sau này ở Thanh Huyền Tông, dì bảo vệ con. Bảo đảm không ai dám ức hiếp con. Lãnh Nguyệt buông Diệp Bắc Minh ra, nhìn anh với vẻ cương triều, bắt đầu từ hôm nay, con chính là đệ tử của Lãnh Nguyệt. Bắc Nhi, con muốn học cái gì cũng được, dì Nguyệt có thể truyền thụ cho con. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu, dì Nguyệt, con gia nhập Thanh Huyền Tông, không phải để học võ. Con chỉ muốn điều tra thông tin của mẹ con nhất định phải tìm bố mẹ của con. Lãnh Nguyệt ngẩn người. Khẽ cau mày, Bắc Nhi, thế giới này võ lực là hàng đầu. Con mới là cảnh giới võ thần sơ kỳ, mãi mãi không thể có chỗ đứng ở đại lục chân võ. Với thực lực hiện tại của con vốn không giúp được gì cho bố mẹ con ở Thanh Huyền Tông tăng cảnh giới trước rồi tính. Diệp Bắc Minh lập tức phản ứng lại, dì Nguyệt, dù biết thông tin của bố mẹ con, đúng không? Lãnh Nguyệt thấy Diệp Bắc Minh kích động như vậy, trong đôi mắt lóe lên vẻ thương xót. Cậu bé này bắt đầu từ khi sinh ra, cũng chưa từng gặp bố mẹ. Cả đoạn đường từ nhỏ đến hiện tại, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Lãnh Nguyệt thở dài, dì cũng không biết. Diệp Bắc Minh kích động tóm cổ tay của Lãnh Nguyệt, dì Nguyệt, xin dì nói cho con biết. Trong lòng Lãnh Nguyệt kinh sợ. Sao sức lực của cậu bé này lại khủng bố như vậy? Chắc chắn vượt xa võ thần bình thường. Bà ta nghiêm trọng nhìn Diệp Bắc Minh, Bắc Nhi. Sức mạnh của con sao lại lớn như vậy? Thực lực thực sự của con chỉ là võ thần sơ kỳ sao? Không dùng bí pháp gì che giấu cảnh giới chứ? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có. Dì Nguyệt, đừng thảo luận việc này nữa, bố mẹ của con, họ đang ở đâu? Ây! Lãnh Nguyệt thở dài một tiếng, dì thực sự không biết. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh tràn đầy tia máu, dì Nguyệt, dì không gạt con chứ? Lãnh Nguyệt vô cùng chắc chắn gật đầu. Diệp Bắc Minh thất vọng. Lãnh Nguyệt nói, lần đó sau khi mẹ con rời khỏi Thanh Huyền Tông, thì rất lâu không quay về. Lúc quay về, thì đã mang thai. Bà ấy nói với dì một số kế hoạch của bà ấy, sẽ có một ngày con đến Thanh Huyền Tông, bảo dì chăm sóc cho con, chỉ vậy thôi. Diệp Bắc Minh rất thất vọng. Hỏi cả hồi lâu lại vẫn không có chút manh mối nào. Xem ra mẹ con không hề để lộ chút thông tin nào. Sao lại để phòng con trai cứ như phòng cướp vậy? Lãnh Nguyệt ôm miệng cười lén, nhóc con không thể nói mẹ con như vậy. Mẹ con là một phụ nữ rất thông minh, bà ấy làm như vậy chắc chắn có lý do của bà ấy. Con ở Thanh Huyền Tông cũng rất tốt, dì Nguyệt bảo đảm trong vòng 10 năm, con sẽ trở thành đệ tử mạnh nhất Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh không trả lời. Lãnh Nguyệt dường như nghĩ đến điều gì, nhắc nhở một câu, đúng rồi. Con tuyệt đối không được nói với những người khác, con là con trai của Thanh Lam đấy. Diệp Bắc Minh ngẩn người, dì Nguyệt, con hiểu gì lo lắng điều gì. Lãnh Nguyệt cau mày, vừa nãy dì luôn âm thầm quan sát, lúc con giết Ô Tử Tuấn rất quyết đoán. Chuyện nhà họ Ô, con cũng biết rồi ư. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, dì Nguyệt, lão tổ nhà họ Ô muốn dùng mẹ con làm lư đỉnh, đây là huyết hải thâm thù. Bù! Trong tích tắc. Một luồng sát ý khủng bố cuồn cuộn ra. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy nhiệt độ trong cung điện giảm mấy phần. Bà ta nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ kỳ lạ, sát khí cường mạnh quá. Minh Nhi,
còn theo đạo tàn sát ư? Liền sau đó, Diệp Bắc Minh thu lại sát ý ngập trời, bình tĩnh trở lại. Đúng thế, con học đạo tàn sát từ một vị sư phụ. Hỏng rồi. Lãnh Nguyệt rất lo lắng. Bà ta cau chặt mày, đi đi lại lại trong cung điện. Cuối cùng, ánh mắt bà ta sầm xuống, nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, sau này đừng đi theo con đường đạo tàn sát này nữa. Diệp Bắc Minh cũng cau mày, dì Nguyệt, tại sao? Giọng của Lãnh Nguyệt vô cùng nghiêm trọng, trong cơ thể con chảy máu dòng ma tộc vô cùng khát máu. Theo lý mà nói, đạo tàn sát là một loại võ đạo vô cùng hợp với con. Nhưng con vẫn chưa thức tỉnh ma huyết đang chảy trong cơ thể. Một khi con thức tỉnh ma huyết, dì sợ con sẽ không kiểm soát được lòng tàn sát của mình. Đến lúc đó, Lãnh Nguyệt vẫn chưa nói hết. Diệp Bắc Minh trực tiếp hành động. Anh khởi động con mắt thần ma. Ma huyết trong cơ thể sôi sục. Trong tích tắc, cả cung điện lập tức tràn đầy ma khí vô tận. Một vùng tối tăm, giống như tiến vào ngày tận thế. Lãnh Nguyệt kinh hãi, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh, con đã thức tỉnh ma huyết. Đúng thế. Diệp Bắc Minh gật đầu. Làm sao có thể? Lãnh Nguyệt kinh hãi kêu một tiếng, giống như gặp ma. Bà ta tiến lên một bước, kiểm tra kỹ Diệp Bắc Minh. Nhìn trái, nhìn phải. Phát hiện Diệp Bắc Minh thần trí bình thường, không có hiện tượng nhập ma. Không những vậy, còn có thể kiểm soát ma khí một cách hoàn hảo. Việc này, Lãnh Nguyệt kinh ngạc ngẩn người, cuối cùng chấp nhận sự thực này, Minh Nhi, con thực sự quá nghịch thiên rồi. Dì còn lo lắng nếu con tiếp tục đi theo đạo tàn sát, sẽ kích phát hung tính trong cơ thể. Bây giờ xem ra, sau khi con học đạo tàn sát, lại không hung ác và tàn sát như ma tộc. Ngược lại, ma huyết của con lại hỗ trợ thêm cho đạo tàn sát. Lúc này, Lãnh Nguyệt giống như nhìn thấy một bảo bối tuyệt thế. Trong mắt phát ra tinh quang, nhìn Diệp Bắc Minh không chớp mắt. Minh Nhi, đi thôi, theo dì đến một nơi. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi. Như đã đưa ra quyết định. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, dì Nguyệt, đi đâu? Lãnh Nguyệt cười thần bí, con học đạo tàn sát, dì không thích hợp dạy con. Thanh Huyền Tông có một lão quái vật thích hợp dạy con hơn, dì đích thân đến, chỉ cần con bái sư đi theo môn hạ của ông ta. Sau này con sẽ ngang bằng địa vị với tông chủ của Thanh Huyền Tông. Trong đại sảnh hoa lệ bên ngoài Thanh Huyền Tông, thi thể của Ô Tử Tuấn được bê về đặt dưới đất. Ô Kiếm Phong nhìn thi thể của con trai, đau lòng đến muốn chết. Ông ta điên cuồng đập bàn, phát ra tiếng phập phập phập. Nghiến răng nghiến lợi tức giận hét, Diệp Bắc Minh, đều do tên Diệp Bắc Minh đó. Bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ ai trong chi chúng ta giết Diệp Bắc Minh, thưởng 10 viên đan dược thánh phẩm. Toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều hiện vẻ mặt tham lam. 10 viên đan dược thánh phẩm. Có lẽ cả đời bọn họ cũng không mua nổi. Nhưng chỉ cần giết Diệp Bắc Minh thì có thể có được dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, một giọng nói băng lạnh vang lên, mối thù của em trai, giao cho con đi, để con giết tên Diệp Bắc Minh này. Soạt, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía cửa đại sảnh. Một thanh niên mang theo khí tức băng lạnh và chết chóc đi đến. Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy kẻ này, không nhịn được phải ớn lạnh cậu chủ. Ô Kiếm Phong cũng sượt một cái đứng bật dậy, Lục Lục Nhi. Cuối cùng con cũng về rồi, em trai con chết thảm quá, bị một tên tạp chủng là Diệp Bắc Minh bóp vỡ cổ. Trong đôi mắt Ô Kiếm Phong long lanh nước mắt. Ô Lục mặt không cảm xúc, chết rồi thì mau chôn đi, có gì mà phải khóc. Con nói cái gì? Ô Kiếm Phong ngẩn người, một luồng lửa giận bùng phát, nó là con trai của bố. Con trai bố chết, chẳng lẽ bố không được đau lòng sao? Tử Tuấn cũng là em trai của con chết rồi. Sao con không đau lòng chút nào? Con còn là con người không? Ô Lục cười lạnh lùng một tiếng, bố đứng quên. Con tu đạo tàn sát vô tình, năm đó chẳng phải bố cho con đi theo con đường này sao? Sao bây giờ lại quay ra trách con? Một luồng sát ý băng lạnh ập đến, bao trùm cả Ô Kiếm Phong trong đó. Trong tích tắc, Ô Kiếm Phong cảm thấy mình như bị tử thần nhằm vào. Ông ta hít khí lạnh. Chỉ vào Ô Lục, con muốn làm gì? Bố là bố của con. Ha ha ha. Ô Lục cười điên cuồng, bố đừng sợ, con vẫn chưa biến thái đến mức giết bố. Nếu thực sự có ngày đó,
nói không chừng còn cần bố giúp đấy. Con! Ô Kiếm Phong cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy lên cổ. Ô Lục lạnh lùng ném ra một câu, con sẽ giúp bố giết Diệp Bắc Minh. Hơn nữa con nhất định sẽ bái sư đi theo môn hạ của sát chủ, trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của ông ta. Ông bố vừa nhu nhược vừa vô dụng của con, bố ở đây canh thi thể của em trai con đi, đợi tin tốt của con. Quay người bỏ đi. Chỉ để lại Ô Kiếm Phong đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn bóng hình rời đi của Ô Lục. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, dì Nguyệt, thật sự không cần đâu. Cháu đã bái một vị vua tàn sát làm sư phụ rồi, không cần tìm thêm một vị sư phụ giỏi về giết chóc nữa. Hơn nữa, cháu đã hoàn toàn lĩnh ngộ đạo tàn sát rồi. Lãnh Nguyệt căn bản không tin. Bà ấy dừng lại nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, cháu còn trẻ nên không biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Sư phụ vua tàn sát kia của cháu tuyệt đối không khủng bố bằng vị kia của Thanh Huyền Tông. Dì sẽ dẫn cháu đi gặp người được gọi là sát chủ, thực lực còn ở trên dì. Nếu cháu có thể bái nhập môn hạ của người đó thì mới có thể phát huy được đạo tàn sát đến mức tốt nhất. Đi thôi, mau đi sát phong với dì. Lãnh Nguyệt thúc giục. Diệp Bắc Minh khó hiểu, sát phong. Lãnh Nguyệt lúc này mới giải thích, dì đúng là ngớ ngẩn, lại quên nói cho cháu. Thanh Huyền Tông cực kỳ rộng lớn, không bàn về ngoại môn, nội môn có 108 đỉnh núi. Mỗi một đỉnh núi đều có một vị phong chủ. Ví dụ như Kiếm Phong, Đao Phong, Thương Phong, Quyền Phong, vân vân. Tên như ý nghĩa, chính là lấy kiếm, đao thương và các binh khí khác để tu hành. Ngoài ra còn có Đan Phong, chủ yếu là bồi dưỡng luyện đan sư. Còn có Dược Phong học tập y thuật trị bệnh cứu người. Còn có Thú Phong, là nơi một số người chuyên môn đi học tập ngự thú. Trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động, ngự thú. Lãnh Nguyệt nhìn anh một cái, sao vậy? Chẳng lẽ cháu còn cảm thấy hứng thú với ngự thú? Ngự thú học rất khó, nhưng lại vô cùng cường đại. Ngự thú sư đứng đầu có thể đồng thời điều khiển trên trăm con ma thú giết địch, dễ dàng giết chết võ giả cùng cấp chỉ trong nháy mắt. Thú Phong có một vị thái thượng trưởng lão vô cùng thần bí, ngay cả dì cũng không gặp được nhiều lần. Nhưng mà dì nghe nói ông ta có thể điều khiển 1000 con ma thú trở lên, ngay cả dì cũng phải nhượng bộ lui binh. 1000 con ma thú. Nghe thấy con số đó, Diệp Bắc Minh suýt nữa cười ra tiếng. Anh đã điều khiển được cả chục ngàn con ma thú, tạo ra thú triều khủng bố rồi. Nếu Lãnh Nguyệt biết chuyện này sẽ có vẻ mặt gì đây? Nhưng mà, Diệp Bắc Minh cũng không giải thích. Đây là con át chủ bài của anh không muốn tùy tiện tiết lộ. Dưới sự kiên trì của Lãnh Nguyệt, rất nhanh, Diệp Bắc Minh và Lãnh Nguyệt đã đi tới sát phong. Quả nhiên khí tức giết chóc ở nơi này cực kỳ nồng đậm, cho dù là một gốc cây cây cỏ, một tảng đá ven đường cũng làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng. Trên sát phong đã có mấy trăm người tụ tập, đồng loạt quỳ gối trước một cánh cửa đá lớn. Là Lãnh Nguyệt Thái Thượng trưởng lão, sao bà ấy lại đến đây? Người trẻ tuổi bên cạnh bà ấy là ai? Sao lại tới đây cùng với Lãnh Nguyệt Thái Thượng trưởng lão, chẳng lẽ là con cháu của bà ấy? Mọi người lập tức phát hiện ra Lãnh Nguyệt. Ai nấy đều hành lễ. Lãnh Nguyệt không nhìn mọi người. Bà ấy dẫn Diệp Bắc Minh đi đến trước cửa đá, sát chủ, đây là con cháu một người bạn của tôi, tên là Diệp Bắc Minh. Cậu ấy cũng đi theo đạo tàn sát, hy vọng bà có thể nể mặt tôi, nhận cậu ấy làm đệ tử. Bên trong cửa đá truyền đến giọng nói lạnh như băng của một người phụ nữ, Lãnh Nguyệt, bà cho rằng chỗ của tôi là nơi nào? Bà bảo tôi nhận cậu ta là tôi phải nhận cậu ta sao? Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Sát chủ lại là phụ nữ. Lãnh Nguyệt không thay đổi sắc mặt, sát chủ, bà có thể ra điều kiện. Ha 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 ha. Sát chủ nở nụ cười, được, nếu bà đã giúp cậu ta cầu xin tôi, vậy thì phải quỳ xuống mới tính là có thành ý đi. Bà nói cái gì? Sắc mặt Lãnh Nguyệt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Mấy trăm đệ tử Thanh Huyền Tông xung quanh cũng đều có vẻ mặt khiếp sợ. Sát chủ và Lãnh Nguyệt đều là thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Nhưng cuộc đối thoại của hai người lại tràn ngập mùi thuốc súng. Chẳng lẽ có thù hận gì sao? Một nam đệ tử thấp giọng mở miệng, mấy người đã nghe nói chưa, trước kia lãnh trưởng lão và sát trưởng lão từng có xích mích vì một người đàn ông đấy. Hình như trước kia hai người đó còn là tình địch nữa. Trời, tình địch ư? Thú vị như vậy sao? Nói nhanh lên,
rốt cuộc là có chuyện gì? Một vài đệ tử có lòng hóng hớt rất mạnh xích lại gần. Mặc dù giọng nói của những người này rất nhỏ, nhưng có Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ở đây, Diệp Bắc Minh đều nghe thấy được. Lãnh Nguyệt trầm mặc một lát, cắn răng, sát chủ, chỉ cần tôi quỳ, bà sẽ nhận cậu ấy đúng không? Sát chủ cười lạnh một tiếng, ha ha, bà biết tính cách của tôi mà, nói một không hai. Ngoài ra, bất kỳ kẻ nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của tôi. Chỉ cần bà quỳ xuống cầu xin tôi sẽ nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử. Hơn nữa, tôi còn có thể dùng trái tim võ đạo để thề, có thể dùng hết sức để dạy dỗ cậu ta. Nhưng mà cậu ta có thể học được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của cậu ta rồi. Được. Lãnh Nguyệt nói rõ ràng lưu loát, tôi quỳ. Chỉ cần có thể để Diệp Bắc Minh học được đạo tàn sát, bảo bà ấy quỳ xuống thì sao chứ? Bà ấy cong hai gối chuẩn bị quỳ xuống. Đột nhiên, một đôi tay bắt lấy bả vai của Lãnh Nguyệt, không để bà ấy quỳ xuống mà trực tiếp ngăn bà ấy lại. Lãnh Nguyệt quát lớn một tiếng, Minh Nhi, cháu làm gì thế? Diệp Bắc Minh lại lắc lắc đầu, dì Nguyệt, nếu vì để cháu có thể học tập đạo tàn sát chó má gì đó với sát chủ này. Bởi vậy mà bắt dì phải quỳ xuống, cháu thà không học còn hơn. Chúng ta đi thôi. Cái gì? Lãnh Nguyệt sửng sốt. Ầm. Cùng lúc đó, cửa đá phát ra một tiếng nổ, ầm ầm mở ra, tên kia, cậu nói cái gì? Ầm. Một sát ý khủng bố bộc phát ra từ trong cửa đá. Trong phút chốc, nhiệt độ toàn bộ sát phong đã giảm xuống dưới điểm đóng băng. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà run rẩy, cứ như đang đặt mình trong địa ngục cửu u vậy. Một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, tên kia, cậu lặp lại lần nữa. Diệp Bắc Minh căn bản không thèm để ý đến cơn giận của cô ta tôi. Nói, là, đạo, tàn, sát, của, bà, là, thứ, chó, má. Chỉ bằng một chút sát ý này của bà mà còn muốn bắt dì Nguyệt của tôi quỳ xuống cầu xin bà ư. Không bằng bà quỳ xuống cầu xin tôi, để tôi dạy bà đạo tàn sát của tôi. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh dẫm chân xuống đất một cái thật mạnh. Trong phút chốc, một luồng sát khí kinh thiên bộc phát ra từ trong cơ thể của anh. Cả trời đất cũng phải ảm đạm mất màu, ngay cả bầu trời trên không trung của sát phong cũng biến thành màu đỏ như máu. Sau lưng Diệp Bắc Minh, một con rồng máu lao lên không, rít gào một tiếng rồi tiêu tán. Mấy trăm đệ tử khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Lãnh Nguyệt ngây dại, cũng quay đầu khiếp sợ nhìn anh. Con người của sát chủ co rút lại, cả người đều đang run rẩy. Vèo. Ngay sau đó, chỉ trong khoảnh khắc sát chủ đã xuất hiện ở bên cạnh Diệp Bắc Minh, túm lấy cánh tay anh, cậu học đạo tàn sát này từ đâu? Có phải là học từ kẻ bạc tình kia không? Lãnh Nguyệt cũng bắt lấy một bàn tay của Diệp Bắc Minh, kích động đến mức đôi mắt đẹp đỏ bừng, Minh Nhi, mau nói cho dì Nguyệt biết. Cháu đã từng gặp ông ấy rồi sao? Rốt cuộc cháu và ông ấy có quan hệ gì? Diệp Bắc Minh ngây ra, hai người, đang nói đến ai vậy? Lãnh Nguyệt nói rất nhanh, người truyền thụ cho cháu đạo tàn sát này ấy. Sát chủ hô hấp dồn dập, nhất định cậu là đệ tử của ông ta đúng không? Đạo tàn sát của cậu chính là học từ ông ta đúng không? Sát chủ còn lấy ra một bức tranh. Bên trên là một người đàn ông vô cùng tuấn tú phong độ. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh nhìn thấy bức tranh kia liền nghẹn họng nhìn chân chối, đậu má, đây không phải là sát sư phụ của tôi sao? Chẳng lẽ người đàn ông mà dì Nguyệt và sát chủ tranh nhau là sát sư phụ? Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rúm, sát sư phụ của con à? Người đúng là phong lưu phóng khoáng. Sát sư phụ. Lãnh Nguyệt và sát chủ đồng thời nhìn qua, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Hai người ít nhất đều là cấp thánh, điều này khiến Diệp Bắc Minh có áp lực nặng như núi. Anh chỉ vào bức tranh trong tay sát chủ giải thích, dì Nguyệt, sát tiền bối, người trong bức tranh này rất giống một vị sư phụ của cháu. Cháu không biết tên chính xác của ông ấy, cháu chỉ biết người ngoài gọi ông ấy là vua tàn sát. Bình thường cháu đều gọi ông ấy là sát sư phụ. Vua tàn sát. Lãnh Nguyệt sửng sốt. Sát chủ bừng tỉnh, vậy thì đúng rồi, lang quân đi theo đạo tàn sát. Ông ấy đã từng nói nếu đạo tàn sát của ông ấy thành công, chắc chắn sẽ dùng cái tên vua tàn sát. Lãnh Nguyệt khẽ kêu một tiếng, đồ đàn bà đê tiện không biết xấu hổ này, lang quân là tên mà bà có thể gọi sao? Sát chủ hừ lạnh một tiếng, tiện nhân ghen tị à.
trong đôi mắt của Lãnh Nguyệt đều là lửa giận, bà mới là tiện nhân, đều bởi vì tiện nhân như bà mà Lang Quân mới rời khỏi tôi. Rõ ràng là bà không biết tự trọng, nếu không phải bà là người thứ ba chen chân, sao Lang Quân có thể rời khỏi tôi chứ, sát chủ cũng không cam lòng yếu thế. Hai người dương cung bạt kiếm. Mùi thuốc súng nồng nặc. Đám đệ tử Thanh Huyền Tông ở đây nhìn đến ngây người. Hai thái thượng trưởng lão thật sự vì một người đàn ông mà cãi nhau sao? Bỗng nhiên, một khí thế kinh khủng bộc phát ra. Lãnh Nguyệt và sát chủ lập tức lao vào đánh nhau. Trong phút chốc, cả sát phong đều chấn động. Giọng nói của Lãnh Nguyệt truyền đến, Minh Nhi cháu đi trước đi, đợi gì dạy dỗ mụ đàn bà đê tiện này rồi sẽ đi tìm cháu sau. Sát chủ cũng quát lên, Bắc Minh, cậu là đệ tử của Lang Quân, như vậy cậu chính là đệ tử của sát chủ tôi. Về sau nếu cậu muốn học tập đạo tàn sát, có thể đến sát phong của tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ tự mình dạy cậu. Lãnh Nguyệt mạnh mẽ đánh tới, ai cho bà dạy Minh Nhi? Bà cũng xưng ư. Sát chủ táo bạo quát, tôi không xứng chẳng lẽ bà xứng sao? Tiện nhân, tìm đánh. Giết. Hai vị thánh chủ đánh nhau, cả Thanh Huyền Tông đều bị kinh động. Trong phút chốc, vô số người đều ngẩng lên nhìn về hướng sát phong. Diệp Bắc Minh có chút đau đầu, bất đắc dĩ rời đi. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo nhỏ ở biển khơi xa xôi. Trong cơ thể Tôn Thiến bộc phát ra một luồng khí đen, gần như lao từ trong người ra ngoài. Hai người Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết ra tay, tốn sức chín châu hai hổ mới ngăn chặn được thứ này. Cả người Tôn Thiến ướt đẫm, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, nguy hiểm thật, suýt nữa đã để thần nữ Túc Hoàng thắng rồi. Chu Nhược Dư nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, đứa bé càng lúc càng lớn, phần thắng của thần nữ Túc Hoàng cũng càng ngày càng cao. Hạ Nhược Tuyết đề nghị, không bằng như vậy đi, tớ sẽ trở về thông báo cho Bắc Minh. Tôn Thiến lập tức từ chối, Nhược Tuyết, nơi này là biển rộng mênh mông. Chúng ta còn không biết chỗ này có cách Côn Luân Hư xa lắm không, một mình cậu rời đi rất nguy hiểm. Đột nhiên, trong bụng Tôn Thiến truyền đến một tiếng cười, ha 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 ha. Nếu cô ta còn muốn chạy, tôi có thể cho cô ta một cơ hội. Chu Nhược Giai lạnh lùng mở miệng, thần nữ Túc Hoàng, bà tốt bụng như vậy sao? Thần nữ Túc Hoàng cười lạnh, ha ha, các cô thiếu mất một người, không phải sẽ bớt đi một người đối phó với tôi ư? Từ nơi này đến Côn Luân Hư ít nhất phải mất 2-3 tháng. Lấy thực lực của cô ta, có thể an toàn trở về Côn Luân Hư hay không còn chưa biết đâu. Tôi có thể cho cô cơ hội này, cô có dám đi không? Hạ Nhược Tuyết không hề sợ hãi, có cái gì mà tôi không dám? Chu Nhược Giai vội vàng nhắc nhở, Nhược Tuyết, cẩn thận có bẫy. Hạ Nhược Tuyết lại lắc đầu, cho dù có bẫy chị cũng muốn thử một lần, so với việc ngồi chờ chết thế này, còn không bằng để chị trở về thông báo cho Bắc Minh. Một cánh cửa đá bên cạnh mở ra. Một cái lệnh bài bay ra từ bên trong. Thần nữ Túc Hoàng nói, cầm cái lệnh bài này đi, sẽ có người đưa cô về đất liền an toàn. Có thể trở lại Côn Luân Hư hay không thì phải xem số phận của cô rồi. Hạ Nhược Tuyết nhận lấy lệnh bài, dặn dò Chu Nhược Giai Tôn Thiến hai câu. Sau đó dứt khoát kiên quyết rời đi. Diệp Bắc Minh vừa rời khỏi sát phong, đôi mắt bỗng nhiên đỏ như máu. Một cảm giác đau nhức truyền đến từ trái tim anh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hoảng sợ, nhóc con, cậu làm sao vậy? Diệp Bắc Minh rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Tôi đột nhiên cảm thấy trái tim chấn động đau nhức, cứ như là bị cái gì đó đánh vào vậy. Trái tim đột nhiên đau nhức. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc một chút. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng, bình thường giác quan thứ 6 của người tu võ vô cùng mạnh mẽ, trái tim của cậu đột nhiên đau nhức. Rất có thể là người thân đang gặp nguy hiểm. Diệp Bắc Minh biến sắc, chẳng lẽ là bố mẹ tôi gặp nguy hiểm? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, rất có thể. Đáng chết. Diệp Bắc Minh nắm chặt tay lại. Đột nhiên, con mắt thần ma giữa trán anh mở ra, một luồng ánh sáng đỏ như máu tỏa ra. Ở giữa ánh sáng có một người phụ nữ. Bụng hơi nhô ra. Tôn Thiến. Diệp Bắc Minh ngây người, sao con mắt thần ma lại chiếu ra hình ảnh của Tôn Thiến? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lập tức phản ứng lại, nhóc con, là huyết mạch của cậu báo động trước. Huyết mạch của cậu cực kỳ cường đại, cho nên cậu mới cảm giác được nguy hiểm. Không phải là bố mẹ cậu gặp nguy hiểm, mà là con cậu đang gặp nguy hiểm. Đầu óc Diệp Bắc Minh vang lên ầm ầm,
Giờ phút này, đại não anh trống rỗng. Anh hít sâu một hơi, con của tôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông không nói đùa đấy chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc trả lời, cậu thấy tôi hay nói đùa lắm sao? Hình ảnh mà con mắt thần ma chiếu ra đúng là Tôn Thiến, trong bụng Tôn Thiến đang có đứa con của cậu. Đậu má! Diệp Bắc Minh vô cùng kích động. Trái tim đập thình thịch. Hô hấp dồn dập. Anh vẫn không dám tin, Tôn Thiến mang thai con của tôi. Chẳng lẽ là lần đó ở nhà họ Diệp Giang Nam, tôi và Tôn Thiến? Tôi biết rồi, nhất định là lần đó. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, cuối cùng tôi đã hiểu được vì sao Nhược Dư và Nhược Tuyết đồng ý đi theo Tôn Thiến rồi. Các cô ấy cũng phát hiện ra Tôn Thiến đang mang thai. Tất cả mọi chuyện đều đã được giải thích. Không tốt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục như nghĩ tới cái gì đó, nhóc con của cậu đang gặp nguy hiểm. Làm sao vậy? Diệp Bắc Minh chấn động. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng ký sinh ở trong cơ thể Tôn Thiến. Bà ta không có cách nào làm Tôn Thiến bị thương. Nhưng bà ta lại có cách làm tổn thương con của hai người. Hơn nữa, bà ta hoàn toàn có thể mạnh mẽ chiếm đoạt cơ thể của đứa bé vào lúc nó ra đời. Như vậy có nghĩa là thần nữ Túc Hoàng sẽ trực tiếp sống lại, mà cơ thể của con cậu sẽ bị thần nữ Túc Hoàng cướp đoạt. Tương đương với vừa ra sinh ra đã là ngày chết của nó. Diệp Bắc Minh nghe được lời này, trong lòng bộc phát ra một ngọn lửa giận ngút trời, đậu má. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, những gì ông nói đều là sự thật ư? Ầm ầm, một huyết khí khủng bố bộc phát ra. Tất cả hoa cỏ cây cối xung quanh đều bị nhổ tận gốc. Sau đó lan ra bốn phương tám hướng. Cực kỳ chính xác, mau dùng vạn lý truy tung tìm ra tung tích của Tôn Thiến. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến, tôi mới khôi phục chưa đến một phần chục ngàn, trừ khi khôi phục được một ngàn phần, nếu không sẽ không thể tìm được vị trí chính xác. Nhóc con, cậu đừng nóng lòng. Nếu tính toán thời gian, còn ít nhất là 3 tháng nữa con của cậu mới ra đời. Diệp Bắc Minh ổn định tâm trạng, thần nữ Túc Hoàng có chờ được 2-3 tháng không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, chắc chắn bà ta sẽ chờ, bởi vì lúc đứa bé sinh ra là suy yếu nhất. Đó cũng là cơ hội tốt nhất để thần nữ Túc Hoàng hành động. Bà ta vì để sống lại, nhất định sẽ đợi đến lúc đó. Diệp Bắc Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất anh còn có 3 tháng nữa. Việc quan trọng bây giờ là giúp Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khôi phục lực lượng. Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi, ông cần bao nhiêu tiền mới có thể khôi phục một phần ngàn? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, ít nhất là 100 triệu đồng. Tiền. 100 triệu đồng. Đối với Diệp Bắc Minh bây giờ mà nói, đây quả thực là một con số trên trời. Nhưng cũng may là anh còn thời gian 3 tháng nữa. Sau khi trở về, Diệp Bắc Minh lập tức gọi mấy vị sư tỷ đến, các sư tỷ, em cần tiền, càng nhiều càng tốt. 6 người trần chờ nhìn Diệp Bắc Minh. Vương Như Yên khó hiểu hỏi, tiểu sư đệ, em cần tiền làm gì? Diệp Bắc Minh không muốn nhiều lời, thập sư tỷ, chị đừng hỏi. Vương Như Yên gật đầu, được, chị sẽ cho em toàn bộ số tiền trong tay chị. Cô ấy đưa cho Diệp Bắc Minh một cái nhẫn chữ vật, bên trong có khoảng hơn 1 triệu. Tiểu sư đệ, chị cũng có. Tiểu sư đệ, còn chị nữa, em cứ lấy đi. Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Đạm Đài Yêu Yêu, Khương Tử Cơ cũng đưa nhẫn chữ vật của mình ra. Cộng tất cả số tiền trong tay 6 cô gái lại thì đã có gần 10 triệu. Một con số rất kinh khủng, nhưng vẫn chưa đủ 1/10. Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Bắc Minh, Lục Tuyết Kỳ nhướng mày, tiểu sư đệ, còn chưa đủ sao? Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, chưa đủ, nhưng mà không sao. Cảm ơn các sư tỷ, số tiền này coi như là em mượn các chị. Sau này em sẽ trả lại gấp bội. Nói xong câu đó, Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Chỉ để lại các cô gái ngơ ngác đứng trong phòng. Hoàng hậu Hồng Đào khó hiểu, có phải tiểu sư đệ gặp phải chuyện gì khó khăn không? Lục Tuyết Kỳ cảm thấy rất kỳ quái, tiểu sư đệ chưa bao giờ như thế cả, trước kia cậu ấy không hề hỏi chúng ta thứ gì, toàn là trực tiếp lấy đi. Sao hôm nay lại đột nhiên nói mượn? Đúng vậy, lúc tiểu sư đệ hỏi mượn em còn có chút không tiếp nhận được, Vương Như Yên gật đầu. Khương Tử Cơ nhìn về hướng Diệp Bắc Minh rời đi, mặc kệ tiểu sư đệ muốn làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ cậu ấy không điều kiện, chúng ta trở về gom tiền trước đi.
Không thành vấn đề. Mấy người nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh trực tiếp đi đến thành Thanh Huyền dưới chân Thanh Huyền Tông. Thành Thanh Huyền có hàng triệu dân cư, vô cùng rộng lớn. Một phần là người tu võ, 9 phần còn lại là người thường. Sau khi hỏi thăm vài câu, Diệp Bắc Minh đeo mặt nạ và áo choàng lên, đi vào trong một thương hội lớn nhất. Vị khách này, xin hỏi có thể giúp ngài chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Bắc Minh tiến vào, một người đàn ông trung niên mỉm cười tiến lên. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng, bảo người phụ trách lớn nhất của ông tới gặp tôi. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút. Người này là ai? Ăn nói hùng hồn như vậy. Vừa đến đã đòi gặp người phụ trách lớn nhất. Ông ta làm người phụ trách đại sảnh thương hội mấy chục năm rồi, có loại người nào mà chưa tiếp đón đâu. Ông ta mỉm cười, thưa cậu, tôi chính là người phụ trách lớn nhất trong đại sảnh này, cậu cần gì đều có thể tìm tôi. Diệp Bắc Minh nhìn người đàn ông trung niên một cái, ông xác định ông có thể làm chủ. Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu, đương nhiên. Vèo. Diệp Bắc Minh vung tay lên, một cái hộp rơi vào trong tay người đàn ông trung niên. Ông ta hơi chút sửng sốt. Lập tức mở ra xem. À! Ông ta hít một hơi dài, sợ tới mức lui về phía sau 3 bước. Đan dược chữa thương thánh phẩm. Còn là đan dược chữa thương thánh phẩm cao cấp nhất. Mỗi một viên đan dược đều có 6 đan văn. Ông ta khép nắp hộp lại một cái lạch cạch. Sau đó nhìn Diệp Bắc Minh thật kỹ, xin lỗi quý khách, mời ngài vào phòng khách quý nghỉ ngơi, tôi sẽ lập tức đi liên hệ người tổng phụ trách thương hội. Diệp Bắc Minh tiến vào phòng khách quý. Còn chưa đợi được 5 phút. Người đàn ông trung niên đã dẫn một ông lão và một cô gái trẻ tuổi đến. Ông lão kia có đôi mắt như chim ưng, vô cùng lợi hại. Cô gái thì rất xinh đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ hấp dẫn. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, tiểu thư, lôi lão, vị tiên sinh này chính là chủ nhân của 10 viên đan dược chữa thương thánh phẩm. Cô gái kia tự giới thiệu, tôi tên là Tô Thanh Ca, là người tổng phụ trách của chi nhánh thương hội này. Đây là Lôi Mặc Dương, lôi lão. Diệp Bắc Minh thuận miệng nói ra một cái tên, tôi tên là Diệp Phong. Tô Thanh Ca mỉm cười, chào anh Diệp Phong, xin hỏi ngài còn có bao nhiêu viên đan dược thánh phẩm như vậy nữa? Diệp Bắc Minh đến đây vì tiền, cho nên không muốn quanh co lòng vòng. Anh trực tiếp lấy ra 1.000 viên đan dược thánh phẩm. À, Tô Thanh Ca và Lôi Mặc Dương hít một hơi lạnh, cả người run rẩy, đôi mắt cứ như muốn nổ tung. 1.000 viên đan dược thánh phẩm, Lôi Mặc Dương suýt nữa nhảy dựng lên. Tô Thanh Ca cũng bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn, hít sâu một hơi mới ổn định được tâm trạng của mình. Cô ta có chút run rẩy hỏi, anh Diệp, ngài lấy đâu ra nhiều đan dược thánh phẩm như vậy? Đan dược thánh phẩm vô cùng trân quý. Càng đừng nói đến đan dược chữa thương thánh phẩm. Gần như là một loại quý giá nhất. Mỗi lần bán đấu giá đều sẽ bị tranh nhau cướp đoạt. Diệp Bắc Minh lấy ra một lần tận 1.000 viên, sao bọn họ có thể không khiếp sợ được chứ? Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, tự tôi luyện ra. Cái gì? Tô Thanh Ca và Lôi Mặc Dương quay sang nhìn nhau. Lôi Mặc Dương lắc đầu, cậu Diệp, ngài đừng nói giỡn. Nghe giọng nói của ngài thì có vẻ còn rất trẻ, là trưởng bối của ngài luyện chế đi. Diệp Bắc Minh lười vô nghĩa. Anh trực tiếp lấy đỉnh tinh hà ra. Sau đó xử lý dược liệu trước mặt 2 người. Tô Thanh Ca sửng sốt một chút, Diệp Bắc Minh muốn làm gì? Lôi Mặc Dương nhíu mày lại, cậu Diệp, ngài muốn luyện đan ở đây ư? Diệp Bắc Minh không có giải thích. Xử lý dược liệu. Bắt đầu luyện đan. Mọi hành động đều liền mạch lưu loát. Nửa giờ sau, trong phòng tràn ngập mùi đan dược thơm ngào ngạt. Anh trực tiếp mở đỉnh tinh hà ra, bên trong bay ra 30 viên đan dược thánh phẩm có 6 đan văn. Đây là... Thân thể mềm mại của Tô Thanh Ca run rẩy, sao có thể... Đậu má. Lôi Mặc Dương suýt nữa bị dọa ngây ngốc. Ông ta luyện đan dược cả đời, chưa bao giờ gặp người nào khủng bố như thế. Lại không thèm để ý gì mà luyện chế đan dược thành công ở trước mặt bọn họ. Vèo. Ngay sau đó, Lôi Mặc Dương nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong lòng chỉ có một ý tưởng, yêu nghiệt. Tên nhóc này tuyệt đối là yêu nghiệt chân chính. Tô Thanh Ca rất nhanh đã phản ứng lại, tôi sẽ mua hết 1.000 viên đan dược thánh phẩm này. Không biết anh Diệp còn có yêu cầu nào khác không có.
Diệp Bắc Minh nói, tôi muốn mượn 100 triệu đồng. Đôi mắt đẹp của Tô Thanh Ca co rụt lại, cái gì? Lôi Mặc Dương sợ tới mức ngây người, 100 triệu. Tô Thanh Ca hít sâu một hơi, anh Diệp, anh cho rằng đây là chỗ nào chứ? Vừa mở miệng đã đòi 100 triệu đồng, anh lấy cái gì để đảm bảo? Cô ta có chút giận dữ. Lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, dùng danh dự của tôi để đảm bảo. Hơn nữa, có thể dùng đan dược để gán nợ. Lôi Mặc Dương bị chọc tức cười, cậu Diệp này, chúng tôi căn bản không biết cậu, ngay cả cậu là người nào chúng tôi cũng không biết. Cho dù thương hội thiên hạ chúng tôi có rộng lớn, có tiền tài thế nào thì cũng không đến mức tiêu tiền như nước đi. Lôi lão, đừng nói nữa. Tô Thanh Ca ngắt lời ông ta. Đôi mắt đẹp của cô ta lấp lóe, sau đó mở miệng, anh Diệp, tôi sẽ cho anh mượn 100 triệu. Được. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Tô Thanh Ca mỉm cười, xin hãy chờ một chút. Cô ta rời đi một lát, sau đó cầm một cái nhẫn chữ vật trở về, anh Diệp, trong kho tiền của thương hội thiên hạ chỉ còn 20 triệu đồng, tôi đã cầm hết đến cho anh rồi. Còn lại 80 triệu, cho tôi 3 tháng, tôi cam đoan có thể gom được cho anh. Diệp Bắc Minh làm sao có thể chờ được 3 tháng? Anh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, để nói sau đi. Anh nhận lấy nhẫn chữ vật của Tô Thanh Ca, đưa cho cô ta một miếng ngọc bội, cảm ơn, nếu cần tìm tôi, nhỏ một giọt máu lên trên, tôi sẽ cảm giác được. Tạm biệt. Anh xoay người bước đi. Tô Thanh Ca cũng không giữ anh lại, mà nhìn anh rời đi. Lôi Mặc Dương gấp gáp dậm chân, tiểu thư, cô làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Nếu tên nhóc này mà chạy, cô đi tìm ai để đòi 20 triệu kia? Tên nhóc này đúng là dám đòi hỏi. Đôi mắt đẹp của Tô Thanh Ca lấp lóe, Lôi lão, ông cảm thấy thuật luyện đan của anh ta như thế nào? Thuật luyện đan? Lôi Mặc Dương sửng sốt một chút, nhớ lại dáng vẻ luyện đan vừa rồi của Diệp Bắc Minh. Khuôn mặt già nua vốn đang giận dữ của ông ta trong nháy mắt đỏ bừng, phun ra bốn chữ hiếm thấy trên đời. Sau đó lại bổ sung một câu, cho dù là lão phu cũng phải thấy mặc cảm, thuật luyện đan của kẻ này rất khủng bố. Là loại người mà hàng loạt môn phái thế lực nhất định phải cướp đoạt được. Tô Thanh Ca mỉm cười gật đầu, một nhân tài như vậy, cho dù là 20 triệu thì sao chứ? Nếu trong tay tôi thật sự có 100 triệu, tôi cũng sẽ trực tiếp đưa cho anh ta. Một người đàn ông như vậy, vẻ ngông cuồng của anh ta còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ông có tin 20 triệu đầu tư này sẽ mang đến cho tôi kết quả gấp 2, thậm chí là gấp 10 không? Sau khi về đến Thanh Huyền Tông, Diệp Bắc Minh lấy ra tất cả nguyên, cho tháp càn khôn chấn ngục hấp thụ toàn bộ. Sau khi hấp thụ xong, tháp càn khôn chấn ngục thử tìm kiếm vị trí cụ thể của Tôn Thiến, vẫn không được, 3 tỷ nguyên này cộng lại khiến tôi hồi phục 3 phần thực lực. Còn lâu mới được 1 phần ngàn. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, 10 tỷ nguyên mới có thể hồi phục 1 phần ngàn, nếu ông hoàn toàn hồi phục, thì phải cần bao nhiêu nguyên? Tháp càn khôn chấn ngục cất giọng cao ngạo, bản tháp sinh ra từ bản nguyên thiên địa. Bị tổn thương, đương nhiên cần năng lượng rất lớn mới có thể hồi phục. Trên thực tế, cũng không nhất định cần nguyên, cậu có thể tìm thần khí cấp cao để tôi nuốt chửng cũng được. Chỉ vì nguyên là đơn giản nhất, năng lượng thuần túy nhất mà thôi. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm gật đầu. Anh không lãng phí thời gian nữa, tiến vào trong lĩnh vực thời gian. Điên cuồng luyện chế đan dược. Sau khi trời sáng, Diệp Bắc Minh mang 2.000 viên đan dược thánh phẩm đến thương hội thiên hạ. Tô Thanh Ca đích thân ra tiếp đón, sau khi cô ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh lấy ra 2.000 viên đan dược thánh phẩm lần nữa, hoàn toàn kinh ngạc ngẩn người. Cậu Diệp, cậu, mới có một ngày, cậu đã luyện chế ra 2.000 viên đan dược thánh phẩm. Tô Thanh Ca chấn kinh đến không khép được miệng. Diệp Bắc Minh đeo mặt nạ, Tô Thanh Ca cũng không nhìn được khuôn mặt của anh. Lúc này cô ta chỉ muốn biết, bên dưới mặt nạ kia là khuôn mặt thế nào. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng, nguyên mà tôi cần đâu. Tô Thanh Ca ngẩn người, cậu đợi một chút. Một lát sau, cô ta quay lại, giao cho Diệp Bắc Minh một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là tất cả định mức giao dịch của thương hội thiên hạ, tổng cộng 500 triệu khối nguyên. Diệp Bắc Minh nhận lấy nhẫn chữ vật, cảm ơn, giờ này ngày mai, tiếp tục. Với tốc độ này, ít nhất còn cần 15 ngày trở lên. Tô Thanh Ca ngẩn người nhìn bóng hình rời đi của Diệp Bắc Minh. Miệng lẩm bẩm, đúng là quái nhân, anh ta không cần nghỉ ngơi sao? Mới một ngày ngắn ngủi,
đã luyện được 3.000 viên đan dược thánh phẩm, đúng là nghịch thiên. Lôi Mặc Dương đột nhiên xuất hiện, cô chủ, cô nói xem một đan hoàng hàng đầu như này, anh ta cần nhiều nguyên như vậy làm gì? Đan hoàng. Cơ thể Tô Thanh Ca run lên, lão Lôi, ông nói Diệp Phong là một đan hoàng. Lôi Mặc Dương tỏ vẻ mặt nghiêm túc, cô chủ, từ thủ đoạn luyện đan của cậu ta có thể thấy, ít nhất cậu ta là một đan hoàng. Thậm chí, là một đan đế. Đôi mắt đẹp của Tô Thanh Ca nghiêm lại. Trong lòng cô ta đã quyết định, nhất định không tiếc mọi giá kết giao với Diệp Phong này. Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Bắc Minh đến như đã hẹn. Vẫn là 2.000 viên đan dược thánh phẩm. Tô Thanh Ca giao cho anh 500 triệu khối nguyên. Diệp Bắc Minh đang định rời đi, Tô Thanh Ca gọi anh lại, cậu Diệp, cậu rất cần nguyên phải không? Diệp Bắc Minh dừng lại, khẽ gật đầu. Đôi mắt đẹp của Tô Thanh Ca lóe lên, cậu Diệp, cậu còn thiếu bao nhiêu nguyên? Diệp Bắc Minh nhả ra một con số, ít nhất 6 tỷ. Tô Thanh Ca suy nghĩ một lúc, cười tươi với Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, cậu cho tôi một buổi tối. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ gom đủ 6 tỷ khối nguyên cuối cùng. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, tại sao cô Tô lại giúp tôi? Cô không sợ tôi không trả nổi ư? Thịch, Tô Thanh Ca cười, cậu Diệp, tuy tôi quen biết cậu không lâu, nhưng nhân phẩm của cậu, vừa nhìn là tôi nhìn ra. Còn về tại sao giúp cậu, tôi muốn kết bạn với cậu. Diệp Bắc Minh giãn sắc mặt, ân tình của cô Tô, tôi đã nhớ kỹ, ngày mai gặp. Được. Ngày mai gặp lại. Tô Thanh Ca mỉm cười, đưa mắt tiễn Diệp Bắc Minh rời đi. Đợi khi Diệp Bắc Minh biến mất, Lôi Mặc Dương không nhịn được nói, cô chủ, cô điên rồi ư. Tận 6 tỷ khối nguyên đó. Cộng thêm trước đó cô đưa cho anh ta 3 tỷ khối, tổng cộng là 9 tỷ khối rồi. Đó là lợi nhuận trong 2 tháng của Thương hội Thiên Hạ đấy. Nếu xảy ra sai sót, những người trong gia tộc nhất định sẽ tìm cớ gả cô đi. Vị trí người tổng phụ trách của cô sẽ mất. Tô Thanh Ca cười khổ sở, cho dù bây giờ không xảy ra vấn đề, tôi không quản chuyện của cậu Diệp. Đám người nhà họ Tô đó sẽ không gây rắc rối với tôi ư. Bố Lâm bệnh qua đời, một mình mẹ không chống đỡ nổi, tôi cứ cảm thấy cậu Diệp là một cơ hội ông trời ban cho tôi. Lôi Mặc Dương lo đến dậm chân, nhưng... Tô Thanh Ca lắc đầu, được rồi, không cần nói nữa. Chuẩn bị xe ngựa cho tôi. Sắp xếp mấy cao thủ tin tưởng được, đích thân tôi đến thành Tần Dương mượn nguyên. Tô Thanh Ca mau chóng rời khỏi phòng bao, Lôi Mặc Dương đứng ngẩn người mất hồn tại chỗ. Không biết qua bao lâu, đôi mắt già nua của ông ta lóe lên vẻ độc ác, Tô Thanh Ca ơi Tô Thanh Ca, cô thực sự quá ngu xuẩn. Nếu cô đã không nghe lời khuyên, thì đừng trách tôi. Vừa về đến dưới chân Nguyệt Phong, đột nhiên, một đám đệ tử Thanh Huyền Tông chặn phía trước. Ánh mắt của người đàn ông dẫn đầu lạnh như băng, Diệp Bắc Minh, mày đúng là người bận rộn. Bọn tao đã canh mày 2 ngày, cuối cùng cũng chặn được mày. Diệp Bắc Minh cảm thấy rất bực mình, cút, hôm nay tao không muốn giết người. Bây giờ anh chỉ có một mục tiêu. Có được 10 tỷ khối nguyên. Hồi phục sức mạnh của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Sau đó tìm được vị trí của Tôn Thiến. Những việc khác, đều phải nhường đường cho việc này. Cả hiện trường lập tức yên tĩnh. Sau đó, ha ha ha, hắn nói hắn không muốn giết người. Buồn cười chết mất. Mười mấy thanh niên ôm bụng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, tóm đệ tử trẻ cười lớn tiếng nhất, mày thích cười lắm hả? Mày muốn làm gì? Nụ cười của đệ tử trẻ cứng đờ lại, cơ thể run lên. Tao cho mày cười. Diệp Bắc Minh tóm cằm của người này, giật thật mạnh. Xoẹt một tiếng giòn tan vang lên. Một cảnh khiến người ta chấn kinh xảy ra. Cái cằm của đệ tử trẻ này lại bị giật xuống. Suýt. Những người khác hít khí lạnh. Đau đớn dữ dội xé tim xé phổi khiến đệ tử trẻ này giãy giụa kịch liệt, vô cùng kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh cứu tôi với. Ô Lục sư huynh cứu tôi với. Ô Lục nhìn thấy cảnh này cũng sợ giật mình, hắn vốn không ngờ Diệp Bắc Minh hung tàn như vậy. Diệp Bắc Minh, mày mau buông cậu ta ra. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, Ô Lục. Mày là người của nhà họ Ô. Ô Lục nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, Ô Tử Tuấn chính là em trai tao. Diệp Bắc Minh cười, người của nhà họ Ô à, đúng là chết vẫn chưa đền hết tội. Phứt người đàn ông trong tay xuống đất, giơ chân giẫm nổ đầu. Phập, nhanh gọn dứt khoát. Việc này, các
các đệ tử khác của Thanh Huyền Tông sợ đến tim ngừng đập, suýt nữa lồi cả con ngươi. Tuy bọn họ ở Thanh Huyền Tông cũng ức hiếp người khác, nhưng cùng lắm chỉ đánh người ta bị thương. Đánh gãy tay gãy chân thôi. Giơ chân giẫm nổ đầu đệ tử đồng môn như Diệp Bắc Minh, bọn họ chưa từng thấy. Mẹ kiếp, đáng sợ quá. Soạt. Mọi người còn chưa phản ứng lại, Diệp Bắc Minh đã chủ động ra tay, một bước xuất hiện trước Ô Lục. Ô Lục sợ giật mình, kinh hãi tức giận đan xen, Diệp Bắc Minh, mày đúng là vô pháp vô thiên. Nơi này là Thanh Huyền Tông, mày là đệ tử của Thanh Huyền Tông, lại dám giết các đệ tử khác. Cho dù bây giờ Ô Lục tao giết mày, quy tắc của tông môn cũng sẽ không trách phạt tao. Diệp Bắc Minh cười, quy tắc tông môn là cái thá gì? Giơ tay tung ra một quyền. Ô Lục nổi giận, tấn công một nắm đấm về phía Diệp Bắc Minh. Lúc hai nắm đấm chạm vào nhau, rắc một tiếng giòn tan. À, Ô Lục cảm thấy một nỗi đau xuyên tim truyền đến, nắm đấm của hắn vỡ tan. Đau đớn dữ dội khiến Ô Lục tỉnh táo lại từ trong điên cuồng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, sao lại thế này? Rõ ràng mày mới là cảnh giới võ thần. Làm sao có thể, tao là thánh cảnh đấy. Diệp Bắc Minh không trả lời. Không hề do dự tấn công ra một quyền, giáng lên lồng ngực của Ô Lục. Phụt, Ô Lục phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn lồng ngực trực tiếp gãy lìa. Sắp bay đi giống như chó chết. Diệp Bắc Minh đưa tay ra, tóm chặt cánh tay của Ô Lục, ngăn hắn bay đi. Giật thật mạnh. A! À. Một cánh tay của Ô Lục bị giật xuống. Máu tươi đầm đìa. Có chuyện gì vậy? Bên đó có đánh nhau. Mau đi xem. Một số đệ tử đi qua Nguyệt Phong sau khi nghe thấy động tĩnh bên này, đều kéo nhau đến. Không xem thì không biết, vừa xem tất cả sợ đến ngốc nghếch. Ô Lục giống như chó chết, bị Diệp Bắc Minh tóm trong tay. Ô sư huynh! Toàn thân mấy đệ tử khác run lên, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Ô Lục sợ hoàn toàn, hắn nhìn vẻ điên cuồng của Diệp Bắc Minh, trong lòng hối hận. Nếu cho hắn thêm một cơ hội, có chết hắn cũng không chọc vào tên điên này. Xin lỗi, Diệp sư đệ, tôi không nên gây rắc rối cho cậu, tôi không nên đang yên lại gây chuyện. Ô Lục sợ đến sắc mặt tái nhợt cầu xin. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, vẻ hống hách vừa nãy đâu. Chẳng phải chúng mày rất thích chế nhạo sao? Cười đi, mẹ kiếp, tiếp tục cười cho tao. Vãi! Diệp Bắc Minh ném mạnh Ô Lục xuống đất. Phập! Giơ chân giẫm mạnh lên đùi của Ô Lục. Rắc, một tiếng giòn tan, đùi của Ô Lục ầm ầm vỡ vụn. Suýt! Những người đứng vây xem hít khí lạnh, đồng tử điên cuồng co lại. Trời ơi, kẻ này quá điên cuồng. Đây là Ô Lục đấy, đứng thứ 489 bảng xếp hạng Thanh Huyền, vô cùng khủng bố, làm sao lại như đồ chơi trong tay anh ta. Rất nhiều người nơm nớp lo sợ. Càng lúc càng nhiều đệ tử bị kinh động, xuất hiện ở bốn phương tám hướng. A, à, Diệp sư đệ, đừng, tôi thực sự biết sai rồi, Ô Lục sợ phát khóc, nước mắt đầm đìa. Mẹ kiếp, là ai hả? Sai lão hung tàn như vậy. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt băng lạnh, nhận sai có tác dụng không? Giọng lạnh như băng giống như truyền đến từ địa ngục, tao làm người luôn giữ bổn phận, đến Thanh Huyền Tông không có kẻ thù nào chứ. Hả? Phập! Đám người chúng mày cho rằng mình rất lợi hại phải không? Phập! Có phải cho rằng ức hiếp người khác rất dễ chịu, rất sướng phải không? Phập! Thân phận đệ tử nội môn rất lợi hại phải không? Có bối cảnh rất khủng bố phải không? Phập! Có người chống lưng thì rất lợi hại phải không? Phập! Thường ngày ức hiếp người khác rất sướng phải không? Đáng tiếc, tao không phải loại yếu đuối đó. Quát một tiếng! Cuối cùng dẫm giận xuống. Ô Lục bị đánh đến không thành hình người. Ô sư huynh! Mười mấy đệ tử đi theo Ô Lục đến kinh hãi kêu lên. Bọn họ tức giận quát lớn, Diệp Bắc Minh, mày dám đối xử với Ô sư huynh như vậy. Mày xong đời rồi. Soạt! Diệp Bắc Minh quay đầu, lạnh lùng nhìn mười mấy người này, chúng mày sẽ không cho rằng mình không sao chứ. Bước một bước xông vào đám đông, tiếng kêu thảm thi nhau vang lên. A! À. Tay của tôi, chân của tôi, đan điền của tôi bị phế rồi. Mười mấy người kêu thảm không ngớt. Kể cả Ô Lục, tổng cộng mười mấy đệ tử nội môn. Chân tay đều bị đánh gãy. Đan điền bị đánh vỡ nát. Người nào cũng giống như chó chết bò dưới đất,
chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Nhớ kỹ, tao tên là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh lùng cảnh cáo, sau này, đám ngu ngốc chúng mày, mẹ kiếp, rảnh rỗi thì đừng đến đây gây chuyện với tao. Nhớ kỹ, sau này ai rảnh rỗi gây chuyện trước mặt tao. Một chữ, tất cả chết hết cho tao. Cút, các đệ tử khác của Thanh Huyền Tông không nhịn được lùi lại mấy bước. Chỉ một ánh mắt băng lạnh thôi, đã khiến bọn họ cảm thấy cái chết đang bao trùm. Mấy người đưa mắt tiễn Diệp Bắc Minh tiến vào Nguyệt Phong. Buổi chiều cùng ngày, thông tin Ô Lục và mười mấy đệ tử nội môn bị phế truyền khắp cả Thanh Huyền Tông. Ô Lục bị phế rồi, đan điền kinh mạch đứt vỡ hết, trở thành một phế nhân hoàn toàn rồi ư. Lúc nghe thấy thông tin này, tất cả mọi người đều thộn mặt. Diệp Bắc Minh, hắn là ai? Hình như là đệ tử mới thu nhận của Thái Thượng trưởng lão Lãnh Nguyệt, thực sự quá ngang ngược rồi. Trong điện chủ Thanh Huyền của Thanh Huyền Tông, mười mấy người Ô Lục nằm trên cáng, toàn thân băng bó. Toàn bộ người có cương vị cao của Thanh Huyền Tông đều có mặt, vẻ mặt đen sì đến dọa người. Một trưởng lão sầm mặt, tên Diệp Bắc Minh là ai? Nếu đệ tử trong tông muốn đấu võ, thì phải lên đài võ đạo. Hắn tùy tiện đánh người như vậy, rốt cuộc có coi quy tắc của tông môn ra gì không? Một ông lão khác gật đầu, thực sự quá đáng quá rồi. Người của chấp pháp đường đâu? Người đâu, bắt Diệp Bắc Minh đến cho tôi. Chuyện này gây ảnh hưởng quá tiêu cực ghê gớm trong tông, phải xử lý Diệp Bắc Minh theo quy tắc, nếu không, sợ rằng các đệ tử khác không phục. Đột nhiên, một giọng nói băng lạnh vang lên, là các đệ tử khác không phục, hay là vương trưởng lão ông không phục. Soạt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía cổng đại điện Thanh Huyền Tông. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc cung trang chậm rãi đi vào. Thái Thượng trưởng lão Lãnh Nguyệt. Vẻ mặt mọi người biến sắc. Vương trưởng lão Cố Chấp, Lãnh Nguyệt trưởng lão, bà như vậy thực sự có ổn không? Ha ha, Lãnh Nguyệt nói có vấn đề gì sao? Một giọng nói băng lạnh khác vang lên. Liền sau đó, một người phụ nữ mặc áo đỏ đi vào đại điện, đám người đó tự tìm cái chết, không đi chọc vào đồ nhi ngoan ngoãn của tôi, thì có bị đánh thành ra như vậy không? Đồ đệ của tôi không giết bọn chúng, đã đủ cho bọn chúng thể diện rồi. Soạt, mọi người không nhìn được nhìn qua, con người co lại. Sát chủ cũng đến đây. Hơn nữa, còn nói Diệp Bắc Minh là đồ nhi ngoan của bà ta. Vãi, chẳng phải hai người phụ nữ này có thủ sao? Sao bọn họ lại liên thủ? Hai người phụ nữ điên này liên thủ, mẹ kiếp, ai dám xử lý Diệp Bắc Minh? Trong đại điện tĩnh lặng như cái chết. Liền sau đó, một ông lão mỉm cười, tôi cảm thấy chuyện này, Diệp Bắc Minh làm rất đúng. Đúng thế, tôi đồng ý. Tôi cũng cho rằng Diệp Bắc Minh làm rất đúng, nếu cậu ta không hạ thủ lưu tình, thì đám người Ô Lục đã chết từ lâu rồi. Là đám người Ô Lục chủ động gây sự, Diệp Bắc Minh là bị động phòng vệ. Đúng thế. Ban đêm, Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, đột nhiên trước người hiện lên một huyết ảnh. Nhìn kỹ lại, là Tô Thanh Ca. Diệp Bắc Minh để lại cho Tô Thanh Ca một miếng ngọc bội, bảo cô ta nếu muốn tìm anh thì nhỏ một giọt máu tươi lên trên. Nửa đêm nửa hôm, Tô Thanh Ca tìm mình làm gì? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, trực tiếp lên tiếng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tìm kiếm vị trí của Tô Thanh Ca. Được, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục làm theo. Một giây sau, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng kỳ lạ ấy, cô gái đó không ở trong thành Thanh Huyền. Trong một sơn cốc cách thành Thanh Huyền 300 dặm, khắp nơi đều là thi thể. Tô Thanh Ca nằm dưới đất, ôm lồng ngực, vẻ mặt tức giận, Lôi Mặc Dương, ông phản bội tôi. Lôi Mặc Dương dẫn mười mấy cao thủ thánh cảnh tập trung đến, khóe miệng nhếch cười lạnh lùng, Tô Thanh Ca, ai bảo cô ngu xuẩn chứ? Nếu cô kinh doanh thương hội thiên hạ tử tế, tôi cũng sẽ hỗ trợ cô tử tế. Nhưng cô thì hay rồi, vì một tên Diệp Phong không biết rõ lai lịch. Lại còn muốn mượn cho hắn mấy tỷ khối nguyên. Có phải đầu óc cô hồ đồ rồi không? Lôi Mặc Dương rất thất vọng. Thực sự rất thất vọng. Một chủ nhân ngu xuẩn, thì có gì đáng để đi theo? Trực tiếp phản bội là được. Một cô gái tuyệt sắc đi đến, chậm rãi ngồi quỳ xuống, tóm khuôn mặt của Tô Thanh Ca. Cô ta nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tô Thanh Ca, cô em họ tốt của tôi ơi, chẳng phải khi cô ở gia tộc rất ngông cuồng sao? Tiếp tục ngông cuồng cho tôi. Bốp! Cô gái tát một cái lên bên má của Tô Thanh Ca.
rồi lại đạp cô ta mấy cái, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Choang! Miếng ngọc bội rơi xuống đất. Tô Tuyết Phi nhặt miếng ngọc bội lên, đây là cái gì? Lôi Mặc Dương phì cười một tiếng, thưa cô ba, đây là miếng ngọc của một tên nhóc tên Diệp Phong cho Tô Thanh Ca. Nói là có vấn đề và rắc rối gì, có thể liên lạc với anh ta bất cứ lúc nào. Tô Tuyết Phi cười, vậy sao? Đến đây, tôi cho cô một cơ hội, cô liên lạc với anh ta thử xem. Tô Thanh Ca cắn chặt môi đỏ, trong lòng tuyệt vọng. Cô ta biết bây giờ liên lạc với Diệp Bắc Minh cũng vô ích, cũng thực sự không mong đợi Diệp Bắc Minh sẽ xuất hiện. Đúng lúc này, một giọng nói băng lạnh vang lên, các người đang tìm tôi à? Ai? Tô Tuyết Phi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy, một người đàn ông đeo mặt nạ đen xì, mặc áo khoác màu đen, tay cầm liêm đao quỷ dị từ bóng tối đi ra. Là cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Lôi Mặc Dương kinh ngạc. Sau đó, bình tĩnh lại. Dù sao khí tức của Diệp Bắc Minh thể hiện ra mới là võ thần sơ kỳ, còn phía ông ta có mười mấy cao thủ thánh cảnh. Tô Thanh Ca cũng không ngờ Diệp Bắc Minh sẽ xuất hiện, cô ta phản ứng lại hét lớn, cậu Diệp, chạy đi. Cậu mau chạy đi. Diệp Bắc Minh cau mày, tình hình của cô hình như không ổn lắm. Tô Tuyết Phi lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, lạnh giọng hỏi, lão Lôi, tên nhóc này là ai? Lôi Mặc Dương giải thích, cô ba, tên nhóc này tên là Diệp Phong. Tô Thanh Ca vì cậu ta mà đến thành Tần Dương mượn nguyên, còn có một chuyện, thuật luyện đan của tên nhóc này rất khủng bố. Cậu ta có thể luyện chế đan dược trị thương thánh phẩm. Ồ, đôi mắt của Tô Tuyết Phi sáng lên. Kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Phong, anh thực sự có thể luyện chế đan dược trị thương thánh phẩm ư? Tôi cho anh một cơ hội, bắt đầu từ bây giờ, thần phục tôi. Tôi bảo đảm anh có thể tôi sẽ cho anh lợi ích gấp đôi so với lợi ích anh có được từ Tô Thanh Ca. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn đến Tô Tuyết Phi. Bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trước Tô Thanh Ca. Cô bị gãy hai chiếc xương sườn, tôi nối xương cho cô trước. Nói xong, anh đưa một tay ra, thò về phía lồng ngực của Tô Thanh Ca. Tô Thanh Ca đỏ mặt, cậu, rốt cuộc cậu có nghe lời tôi không? Tôi bảo cậu mau đi đi, cậu còn. Một cánh tay đã chạm vào lồng ngực của cô ta. A, à, Tô Thanh Ca kinh hãi kêu một tiếng, cơ thể mềm nhũn. Bàn tay đó ấn nhẹ một cái. Rắc một tiếng giòn tan. Xương sườn bị gãy trở về vị trí cũ. Sau đó, Diệp Bắc Minh lại lấy ra hai viên đan dược cho Tô Thanh Ca uống. Tô Thanh Ca cảm thấy một luồng sức mạnh cường mạnh từ đan điền bùng phát ra, dược lực chui vào các chỗ khác trong cơ thể, thương tích lại hồi phục 7-8 phần. Đan dược thật thần kỳ. Cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một cái, cậu Diệp, cậu còn biết y thuật ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, biết một chút. Đây chỉ là một chút thôi sao? Đúng là quá mạnh rồi. Tô Thanh Ca chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Đủ rồi. Khuôn mặt của Tô Tuyết Phi tái xanh, rốt cuộc hai người có coi tôi ra gì không? Diệp Phong, tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh chọn thần phục tôi hay là chết? Mười mấy cao thủ thánh cảnh bao vây chặt hai người. Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi một câu, đám người này là ai? Tô Thanh Ca ngẩn người, không biết tại sao Diệp Bắc Minh đột ngột hỏi như vậy. Nhưng vẫn thật thà trả lời, cô gái đó tên là Tô Tuyết Phi, là chị họ của tôi. Đám thánh cảnh này là cao thủ của nhà họ Tô, Lôi Mặc Dương là cung phụng của bên phía tôi, nhưng đã phản bội tôi. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, nếu tôi giết sạch bọn họ, liệu có gây rắc rối cho cô không? Cái gì? Lôi Mặc Dương sợ đến ra đầu giật mạnh. Tô Tuyết Phi ngẩn người. Mười mấy cao thủ thánh cảnh khác lùi lại nửa bước theo bản năng. Trong phút chốc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Một luồng ý lạnh như băng từ lòng bàn chân vụt thẳng lên thiên linh cái. Cứ như Diệp Bắc Minh không nói đùa, mà thực sự có thể giết sạch bọn họ vậy. Tô Thanh Ca nuốt nước miếng, cậu Diệp, cậu nói gì? Diệp Bắc Minh đành nói lại, tôi giết sạch bọn họ, thì có gây rắc rối cho cô không? À, Tô Thanh Ca há hốc cái miệng nhỏ, có thể nhét được cả một nắm đấm. Liền sau đó, Tô Thanh Ca bỗng phản ứng lại, giọng điệu trở nên băng lạnh, tối nay đám người này vốn muốn giết tôi, bọn họ đều muốn giết tôi. Tối nay toàn bộ bọn họ chết ở đây, không những tôi không gặp rắc rối gì, ngược lại còn tốt hơn. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một chữ, được. Đôi mắt Tô Tuyết Phi sầm xuống,
không cần nhiều lời với bọn họ, giết. Rõ. Mười mấy cao thủ thánh cảnh đồng thanh đáp lại. Đang định ra tay. Tốc độ của Diệp Bắc Minh nhanh hơn. Anh giơ thần ma liêm đao lên, chém một đao ra bốn phương tám hướng. Đao khí màu đen lóe lên rồi vụt tắt. Phụt, phụt, phụt. Một cảnh khiến người ta kinh sợ diễn ra. Mười mấy cao thủ thánh cảnh ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Từng cái đầu người bay cao lên, máu tươi điên cuồng phun ra như suối. A! À, Lôi Mặc Dương kêu thảm một tiếng, trượt mông ngồi xuống đất. Cơ thể Tô Tuyết Vi run lên, chỉ vào Diệp Bắc Minh, anh, rốt cuộc anh là người hay quỷ? Tô Thanh Ca chấn kinh nhìn tất cả, đầu óc vang lên ù ù. Giống như đang nằm mơ. Diệp Bắc Minh bước ra một bước đến trước người Lôi Mặc Dương. Giơ thần ma liêm đao lên. Lôi Mặc Dương sợ đến mềm nhũn dưới đất, điên cuồng dập đầu cầu xin, xin tha mạng, đại nhân xin tha mạng, tôi và cậu không oán không. Phụt. Thần ma liêm đao lướt qua, cái đầu của Lôi Mặc Dương rơi xuống đất. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Tô Tuyết Phi. Tô Tuyết Phi sợ đến kinh hồn bạt vía, cất giọng run run, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Thanh ca, tôi biết sai rồi, mau bảo anh ta dừng tay đi. Phập phập phập. Cái đầu non mềm của Tô Tuyết Phi đập mạnh xuống đất. Máu tươi đầm đìa. Cậu Diệp. Tô Thanh Ca đang định lên tiếng, thần ma liêm đao đã giáng xuống. Cái đầu của Tô Tuyết Phi rơi sang một bên, đến chết vẫn mở to đôi mắt, không dám tin mình chết như vậy. Diệp Bắc Minh về đến bên cạnh Tô Thanh Ca, được rồi, kẻ địch của cô đã chết sạch rồi. A. À, Tô Thanh Ca không nhịn được kêu một tiếng, vội ôm chặt cái miệng. Cơ thể run lên, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, cậu, rốt cuộc cậu là ai? Từ trước tới nay cô ta chưa từng gặp người nào sát phạt quyết đoán như vậy. Diệp Bắc Minh vừa giơ tay, từ lòng bàn tay có phần thiên chi diễm bay ra, rơi xuống từng thi thể. Trong chớp mắt, tất cả thi thể hóa thành cho bụi. Suýt, Tô Thanh Ca hít khí lạnh. Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp. Cô ta càng chắc chắn thân phận của Diệp Bắc Minh không đơn giản. Cũng không dám hỏi nhiều. Đột nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, lo sợ tôi sẽ giết cô à? Tô Thanh Ca quyết đoán lắc đầu, nếu cậu Diệp muốn giết tôi, thì sẽ không đến cứu tôi. Diệp Bắc Minh cười trong lòng, cô gái này thật to gan, về đi. Đợi đã. Tô Thanh Ca gọi Diệp Bắc Minh lại, cậu Diệp, xin lỗi. Diệp Bắc Minh dừng bước chân, sao thế? Tô Thanh Ca hơi tự trách. Vốn là tối nay tôi muốn đi cả đêm đến thành Tần Dương mượn nguyên, không ngờ Lôi Mặc Dương phản bội tôi. 6 tỷ khối nguyên mà tôi hứa với cậu Diệp, e là ngày mai không thể thực hiện lời hứa được. Diệp Bắc Minh chỉ thản nhiên nhả ra một chữ, ồ. Trực tiếp biến mất trong bóng tối. Chỉ một chữ này khiến Tô Thanh Ca vô cùng thất vọng, anh ta có ý gì? Thất vọng vì mình ư? Hay là ngay từ ban đầu đã không có kỳ vọng gì với mình? Ở một bến cảng của biển vô biên, Hạ Nhược Tuyết từ trên tàu lao xuống, vẻ mặt kích động, cuối cùng cũng về đến lục địa rồi, Côn Luân Hư, mau về Côn Luân Hư thông báo cho Bắc Minh. Cô ấy muốn về Côn Luân Hư với tốc độ nhanh nhất, thông báo cho Diệp Bắc Minh chuyện Tôn Thiến mang thai. Đúng lúc Hạ Nhược Tuyết đi qua một bên cạnh một bà lão. Bù! Đột nhiên, một cháp kiếm phía sau bà lão chấn rung. Mấy cô gái bên cạnh kinh ngạc. Sư phụ, cháp kiếm rung lên rồi. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Bà lão quay đầu, mặt đầy kích động, thể kiếm tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.